Kính thưa quý khán giả, vì lời thách thức của ông Hoàng Dung trong cái video 875 và 873 nói rằng sách Cách Mạng Trắng không còn bán tại Hoa Kỳ nữa, thì chúng tôi đã tới một vài tiệm sách ở quận Cam, và đây là một tiêu biểu quận nhà sách tự lực hãy còn để bán của ông Hoàng Duy Hùng, và tôi đã quay một đoạn để làm chứng minh cho ông Hoàng Duy Hùng rằng sách hãy còn bán. Thứ hai là trên Amazon cũng như là trên hệ thống online thì sách quảng cáo Cách Mạng Trắng vẫn còn bán 15 đô la một cuốn. Điều đó chứng tỏ rằng ông Hoàng Duy Hùng không có vứt những cuốn sách Cách Mạng Trắng vào thùng rác như ông đã nói trong video. Đó là một điều nói láo trước mặt nhà nước Việt Nam cũng như là dân chúng Việt Nam, một điều phản biện để cho các bạn thấy rằng những gì ông Hoàng Duy Hùng nói, đừng tin, đây là những gì ông Hoàng Duy Hùng làm, đây là quyển sách Cách Mạng Trắng chúng tôi đã thu được, và đây là Cách Mạng Trắng cho Việt Nam chứ không phải là Cách Mạng Trắng cho Houston như ông Hoàng Duy Hùng đã nói. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và mời quý vị theo dõi phần giải thích của nhà báo với lại cuốn video 875 là cuốn mới nhất, và ông đang thách thức với công an Việt Nam rằng nếu ông làm sai thì cứ việc tới còng tay ông, và chúng tôi chờ đợi tiếng nói của nhà nước Việt Nam. Bình Chân là người được bầu làm lịch sự nhất ở trong chương trình KBCHN. Chào nhà báo Phương Hùng, cô Lệ Hằng cùng toàn thể quý anh chị đang giao lưu trên diễn đàn kênh KBCHNTV. Hay, chúc tất cả sức khỏe bình an. Quá lịch sự. Nên là Trần Minh khối chuối sao mày không về mày nói với lại thằng Hoàng Duy Hùng của mày, nó xưng nó nhà báo á. Nó là báo đời á, báo hại á. Mỗi ngày vậy, mỗi ngày chạy được khoảng 15 phút bản tin vớ va vớ vẩn, rồi lại còn thần còn móc nhà nước Việt Nam vào trong cái bản tin, ví thế này ví thế kia, phải bắt chước Trung Quốc cái này, nếu không thì sẽ đi con đường của Hàn Quốc, rồi phải bắt chước Colombia, là lãnh tụ già nua thì phải về hưu. Mày ám chỉ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúng không? Và vừa vừa leo lên chưa chưa nóng đít đã bị rớt xuống hầm cầu rồi. Vâng, thưa quý khán giả, chào Xuân Nguyên. Tôi cứ là đúng 10 giờ, và con số mình thì lại cũng hay nhất ấy, là cứ trên 30 người, cứ tới 10 giờ là trên 30 người độc giả của KBCHN rất là đúng giờ. Vâng, thưa các bạn, bây giờ là 10 giờ tối ngày thứ năm mùng 8 tháng 9 năm 2022, chứ không phải là ngày mùng 9 tháng 8 như thằng Hoàng Dung. Vâng, anh bạn là Trần Hữu Phước. Ở bên Việt Nam thì các bạn bây giờ là 12 giờ trưa ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022, và ngày thứ sáu là chuẩn bị cho một ngày cuối tuần. Tôi đeo lê cho Trần Hữu Phước. Chào Chu Anh Tuấn. Ồ đấy à, vợ chồng bác Mạnh Quang đã vạch trần Hoàng Duy Hùng rồi. Vâng, tốt. Càng có nhiều người càng tốt. Nó loạn trí rồi. Ngay cả cái video này hôm qua tôi chiếu các bạn xem nữa không? Ngay mở đầu vô nó vào nó đã nói vậy. Vâng, thưa các bạn, trước khi mà chúng ta đi vào bản tin như thường lệ thì tôi có một vài cái chi tiết muốn nói chuyện trước khi chúng ta đi vào chương trình. Thì
Cái chuyện là hồng bom thì tôi sẽ nhắc lại một phần từ lúc 16 phút ngày hôm qua. Cảm ơn Lê Hiền. Chào Đỗ Bằng Đông, nó đi Tây Ninh, Thái Lan, chắc là khảo sát khôi phục đường vận chuyển bom vũ khí của tụi Lê Quốc Tý, Mai Văn Hạnh, Huỳnh Vĩnh Chanh của những năm 80 đấy anh không ạ. Không, Mai Quốc Túy thì đi bằng đường biển đấy. Mai Văn Hạnh, Mai Quốc Lê Quốc Tý, Mai Văn Hạnh đi bằng đường biển, nhưng mà nó rơi vào bẫy của an ninh, của tại vì những cái xuồng đó đó, thì sau này có bài có viết mà, thì những cái xuồng đó của bên an ninh đưa cho nó để nó bỏ vũ khí xong rồi trả vào, thế là bị bắt trọn nổ thôi. Rồi Mai Văn Hạnh thì chạy kịp chạy thoát, Lê Quốc Túy bị bắt. Thì nếu mà Hoàng Duy Hùng mà bị bắt cái hồi đó thì chắc là nó cũng đã xử tử rồi, bị xử tử. Nhưng mà lúc đó thì Hoàng Duy Hùng còn trẻ quá, còn con nít, chưa ra trường. À, bữa nay là lên tất cả là 28 bài báo rồi. Dạ vâng. Thì chương trình của chúng tôi ngày hôm nay có một vài tin vắn tắt về tình hình thật sự trong nước, và một số những cái danh sách mà chúng tôi đã cập nhật chiếu cho các bạn xem, và cuối cùng là một cái phần nói về thằng Hoàng Diệu. Chào Nguyễn Mạnh Cường. Thì cái phần đầu tiên ấy, mà nói về tin tức ở trong nước thì chúng tôi muốn được về một cái bản tin rất hay, lát nữa tôi đọc một cái lá thư rất hay của một cô giáo trong nước và gửi cho bộ trưởng. Thế nhưng mà ông bộ trưởng Bùi Kim Sơn này á, kính gửi bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thế nhưng mà trước khi đọc cái bài này ra thì chúng tôi có một cái bản tin khác, bản tin về Zing News. Tờ báo Zing News là một tờ báo tôi vẫn hay thường dùng trích những bài viết, nhưng mà ngày hôm nay thì tôi tuyên bố tôi sẽ không bao giờ tôi lấy bản tin của Zing nữa, bởi vì cái bản tin phụ huynh Mỹ đau đầu vì mùa tựu trường đắt đỏ thì ông Zing, ông ở bên Việt Nam, ông có quyền viết theo cái viết báo theo cái nhận định của ông, nhưng mà khi mà những cái bản tin tức thì ông nên tham chiếu vào sự thật. Với tác giả là Thảo Phương, khi lạm phát Mỹ tại Mỹ tăng lên mức kỷ lục thì giá của những đồ dùng học tập như ba lô và bút cũng tăng mạnh. Ngày càng nhiều cha mẹ cũng không đủ tiền để sắm sửa đồ cho con. Tôi không biết căn cứ ở đâu mà ông nói rằng là lạm phát của Mỹ tăng lên mức kỷ lục, trong khi đó ngày hôm qua Mỹ đã tuyên bố rằng sẽ viện trợ thêm 2 tỷ đô la, 2 billion, 2 tỷ đô la cho Ukraine và các nước Âu Châu. Thì tôi không hiểu ông lấy cái sự mà đáng nhẽ bây giờ ông phải phải cảm ơn ông Mỹ nhé. Ông Biden đi bên Ả Rập Xô Viết xong Ả Rập Xô Đít xong về một cái giá xăng xuống hết, vào bên Việt Nam hình như là bữa nay giá xăng sẽ xuống khoảng 22.000 một lít đấy. Ông không cảm ơn ông Biden, ông lại còn đi xuyên tạc này. Tôi báo cho ông biết nha, mùa tựu trường ở Mỹ ở dưới này đó, ông còn nói một câu rất là thất thiệt ở đây. Giá các đồ dùng học tập như ba lô bút đã tăng vọt trong mùa tựu trường năm nay. Một cái túi bách bách ấy, tức là ba lô đeo túi đeo
có 25 đồng, 25 đô, đó là giá bình thường, giá rất là bình thường. Đó là tại vì những cái bây giờ cái rẻ cũng có nữa. Cái backpack 15 đô la cũng có nữa, và backpack 50 đô la cũng có nữa. Thế còn bút nha, ông nói là bút hả? Các đồ dùng học tập như ba lô. Ở bên Mỹ, học sinh đi học từ lớp 1 cho tới lớp 5, tức là cấp 1, không có phải mua bút, mua giấy, mua sách. Tất cả đều do trường học cung cấp hết, tất cả dụng cụ trong trong trường đều do cung cấp hết. Tôi ở Mỹ 47 năm, những đứa con tôi học từ tiểu học nó đi học lên, những đứa cháu tôi nó học từ tiểu học nó đi học lên. Chỉ có khi nào bạn đi vào trong lớp mà đại học đó, thì lúc đó mình mới bắt buộc phải mua sách. Nhà nghèo thì mua sách cũ, nhà giàu thì mua sách mới. Thật sự sách cũ sách mới gì nó cũng đều cũng không khác nhau gì bao nhiêu. Có điều có những quyển sách cũ đó thì nó để nó viết ở trong đó những cái nốt nhiều quá, nhiều khi nó lem nhem này kia đó. Thế thôi, chứ còn ngoài ra thì đồng ý là bên đại học là có tăng giá, tăng giá rất nhiều. Thế nhưng mà không có lớp tiểu học bút biết như thế này, không có như này, không có, không phải mua, 100% là free. Thành ra hay hiền lê dinh là báo lá mà. Vâng, thì đó là câu view. Thế trong khi đó, đó cũng có một cái nhà báo Phan Đình Chánh gì đấy, chị gửi cho một cái bản tin rất là hay. Nói về một cái ở bên 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 Thái Lan, ngay bên láng giềng của chúng ta đây này, học sinh lớp cấp 1 không phải mất một đồng bạc. Ca sĩ Lệ Hằng mới đưa ra một cái hộp Của con cháu. đấy. Đấy. Cái hộp này thì xài từ năm ngoái cho năm nay là chưa hết này các bạn. Đấy. Cháu học lớp lớp 3 năm nay lên. Đấy. Thì tất cả đều phí hết, miễn phí hết. Và vấn đề ăn uống cũng vậy, ăn free luôn, trừ những nhà đình con gái con nhà giàu tùy theo cái lương thì rất. Ở bên Mỹ thì không có vụ mà đi học khai khai giảng rồi các lãnh đạo đánh trống, mà bên Việt Nam thì vui lắm, cái lãnh đạo đánh trống. Hai ông đánh trống bây giờ đang ở trong tù hết, ông Nguyễn Đức Chung với lại ông Chữ Ngọc Anh. Trong khi đó thì tôi lại thấy cái buồn cười nữa. Còn buồn cười là chỗ là ông Nguyễn Đức Chung mà bữa nay là bị tâm thần, tâm thần thành ra sẽ được giảm. Tôi bảo đúng. Cả những đứa mà nó tham nhũng á, thì là phải là tâm thần. Những người đàng hoàng á, thì họ đâu có bị tâm thần. Có tâm thần thì mới tham nhũng chứ. À dạ không anh, dạ dạ không Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh là vâng. Thì đây là học sinh cấp 1 ở Thái Lan đi học không đóng bất cứ một tiền gì. Sách vở thì được nhà trường phát miễn phí, ở nhà học trực tuyến thì được phát tiền cơm một buổi 30 bát, một tháng nhận được một thùng sữa học đường, cả nhiều lắm. Thôi tôi không nói nhiều quá thì mình bảo là mình lại lại khoái Thái Lan nó mất công đấy. Tôi có nói đùa thế này, xin lỗi các bạn ấy đó.
Chắc là tại vì học sinh ở bên nó không có quàng khăn đỏ thành ra nó không trong khi các ông đánh trống đánh chiếc này kia giờ đi 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 ở tù hết. Và bữa nay đó là cái chuyện mà tôi chỉ muốn chia sẻ đây thôi, chứ ngoài ra thì các cái chuyện khác thì nó không không có gì để nói chuyện. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói với anh Dinh ấy, anh đăng báo thì anh đăng cho sự thật. Tôi con cháu tôi bên này, nếu mà bên này không có Việt kiều không có gì thì ok thì được, hồi xưa là bế quan tỏa cảng này thì được, còn bây giờ công đăng cái công nghệ thông tin đấy. Và rất nhiều người Việt Nam bây giờ đang ở Mỹ nữa. À vâng đúng vậy, ở Mỹ hay. Vẫn sử dụng được như thường, vẫn sử dụng được như thường. Tôi hồi xưa qua bên Mỹ năm 1975 tôi đi học đại học đó, tôi đi mua toàn sách cũ không à. Mà ra là tôi cũng ra làm công nghệ thông tin được. Chào Phạm Khuông, chào anh Cao Quang phố cổ. Dạ, bạn Hiền Lê, Dinh là báo lá cải. Thì đây là một cái đau đầu, nhưng mà nhân tiện nói về về học vấn á, thì có những cái tiêu cực và có những cái tích cực. Đầu tiên chúng ta nói rằng tôi đọc cái bản tin này xong, cái lá thư này xong, tôi sẽ đọc cái bản tin ông Phùng Xuân Nhạ. Cách đây 2 năm tôi đã lên tiếng về ông Phùng Xuân Nhạ, về cái vụ sách vở ở Việt Nam. Cái vụ sách đã thu về cái 800 triệu. Nhân tiện đây nói chuyện các bạn ạ. Nếu mà dân Mỹ chịu không nổi cái học phí như vậy, tôi hỏi tờ báo Dinh, ký giả Phương Thảo, thế sao Việt Nam mình đi du học quá đông vậy? Ở Việt Nam mình ông nào mà có đủ khả năng cho con đi học là đi học liền, mà nó đắt đỏ như vậy, mà ở Mỹ chịu không nổi, mà tại sao Việt Nam chịu nổi vậy? Xong đi những nước khác đi cho nó rẻ. Việt Nam đi ông Phùng Xuân Nhạ đang bị bữa đã bị kỷ luật rồi đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày hôm qua đã kỷ luật rồi. Lát nữa tôi sẽ đọc tin. Thưa Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, tôi là Mạc Văn Trang, nhà giáo, 84 tuổi. Tôi đi dạy học từ lúc 22 tuổi, rồi sau này vừa học, vừa nghiên cứu, vừa giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh cho đến 80 tuổi. Cả một đời yêu nghề gắn bó với giáo dục, giờ đây vẫn rất trăn trở với nhiều chuyện của ngành ta. Trong thư này, tôi chỉ xin thưa với Bộ trưởng về vấn đề giáo viên phổ thông. Chào bạn Khánh Xe Hà. Chào người dùng. Thứ nhất là nhà báo là cột trụ, nhà giáo là cột trụ và linh hồn của sự nghiệp giáo dục. Ngày xưa, các ông đồ, các thầy dạy tư có khi chả biết bộ giáo dục là gì. Tự họ dạy, học trò nên người, người dân tin tưởng gửi con đến nhờ các thầy dạy dỗ. Thời phong kiến thực dân, thời Việt Nam Cộng Hòa, người thầy giáo vừa được trọng vọng, vừa có lương bổng nuôi sống cả vợ con. Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1954 đến năm 1960, các giáo viên lưu dụng từ chế độ cũ vẫn được trọng dụng, hưởng nguyên lương như trước, cao gấp 2-3 lần giáo viên cách mạng. Từ năm 1961 tiến lên cộng chủ nghĩa xã hội, rồi sau đó chiến tranh, đời sống trên miền Bắc vô cùng khó khăn, nhưng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa cùng với y tế luôn được coi là hai bông hoa đáng tự hào của chế độ.
Nhân tiện nói tới đây, chúng tôi cũng xin thêm vào một cái. Các bạn nên nhớ rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Việt Nam có bạn nào có cuốn sách này không? Chắc là ít lắm. Đây là ông Đại tá Trần Hồng gửi tặng cho tôi. Tặng anh chị Lệ Hằng. Tặng chị Lệ Hằng nhé, quên. Không phải của cho tôi. Hôm đó chúng tôi tới nhà Đại tá Trần Hồng. Thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà giáo, xuất thân từ một nhà giáo, trở thành một trong 10 đại tướng trên thế giới. Các bạn có thấy hãnh diện không? Chúng tôi đọc tiếp tất cả những giai đoạn nêu trên. Nhà trường và thầy giáo luôn có một vị trí được xã hội tôn kính, chính quyền nhất là cấp xã phường không có chuyện can thiệp thô bạo vào trường và nhà trường hay vô lễ với các thầy cô giáo. Từ những năm 1961 đến năm 1962, tôi làm hiệu trưởng trường cấp 2. Lúc đó không có chuyện chủ tịch, bí thư xã đến huấn thị cho nhà trường. Họ lên phát biểu chỉ cảm ơn các thầy cô và mong các thầy cô thông cảm. Địa phương còn nhiều khó khăn, chưa chăm sóc được cho nhà trường đầy đủ. Và khi một giáo viên có chuyện gì, công an báo cáo với hiệu trưởng để xem và giải quyết và thông báo cho họ. Các giáo viên dù được đào tạo chính quy hay hàm thụ, khi đã tốt nghiệp đi dạy không ai phân biệt, và như vậy đã đủ điều kiện để làm giáo viên. Việc đánh giá giáo viên chỉ có học sinh, đồng nghiệp, cha mẹ học sinh đánh giá là chính xác, cho nên mỗi giáo viên không ngừng tự học hỏi trau dồi nghề nghiệp để mình xứng đáng làm thầy, để có uy tín. Càng yêu cầu cao với người giáo viên thì càng phải tôn trọng họ cao hơn và tạo điều kiện để họ sống đàng hoàng, xứng đáng với vị trí người thầy. Thì ở đây chúng tôi cũng xin được đưa cái cảm tình của tôi trong tất cả các nghề trong xã hội hiện, từ nghề làm cái là tổng thống, thủ tướng cho tới xuống người thứ dân bình thường, người nông. Tôi phục nhất hai loại người, đó là thầy giáo và ngành y. Bởi vì hai người đó là những người hy sinh nhiều nhất mà tôi được có biết nữa. Thầy giáo viên ở bên Việt Nam lương rất là thấp, trong khi ở bên Mỹ đã làm thầy đó là rất là giàu. Nghề y cũng vậy, y tá thôi là cũng đã giàu rồi, đừng nói là bác sĩ mới là dược sĩ mới là nha sĩ. Đấy. Đó hai cái nghề mà tôi thấy rất là cao quý, bởi vì những người này có lương tâm, có đạo đức thì mới làm được cái công việc này. Và đối với tôi cái câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư luôn luôn là một cái câu mà chúng ta luôn luôn để nhớ ơn những người đã dạy dỗ chúng ta. Mà một trong những người thầy mà chúng ta kính trọng nhất trên thế giới, đó là thầy giáo Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Khi phải biết trân trọng lao động của giáo viên và tôn trọng nhân cách người thầy, vì họ là cột trụ và linh hồn của sự nghiệp giáo dục. Khi các cơ quan quản lý phình to, quan liêu, hống hách, chỉ còn vị trí nhà trường và người giáo viên nhỏ bé đi thì học rồi. Nên nhớ từ năm 1960, người giáo viên có giá lắm, coi thường các cơ quan quản lý. Không giáo viên giỏi nào chịu về các cơ quan quản lý vì bị đóng vào một ngoặc kép mất dạy. Mất dạy đây là mất dạy học đấy thưa các bạn. Thì lúc đó anh em giáo viên bông đùa, họ lao thổi phổi về ti, tham ô, hủ hóa thì đi về phòng. Những người già lão có công thì đưa về bộ cho xong cuộc đời. Người giáo viên đàng hoàng, tự tin lắm, không phải xun xoe khúm núm trước các cơ quan quản lý. Hãy hình dung bộ giáo dục, sở giáo dục, phòng giáo dục tự nhiên biến mất. Nhưng nhà trường còn, giáo viên còn, thì mọi hoạt động giáo dục vẫn diễn ra như thường.
Vậy thì bộ sở phòng giáo dục sinh ra để làm gì? Để phục vụ giáo viên thực hiện tốt nhất sứ mệnh thiêng liêng của mình. Cục nhà giáo sinh ra là để chăm lo cho các nhà giáo lao động nhẹ nhàng hơn mà hiệu quả hơn. Chế độ, chính sách lương bổng, đời sống giáo viên ngày càng cải thiện, sung sướng hơn để nhà giáo thêm yên tâm cống hiến. Hai, vậy mà các cơ quan quản lý giáo dục đang làm khổ giáo viên đủ trò. Bao lâu nay bày trò thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp quận, cấp tỉnh rồi thì thi đua đủ mọi thứ, bình bầu đánh giá giáo viên theo bao nhiêu tiêu chí khiến hoạt động giảng dạy của giáo viên bị rối nhiễu, người thầy giáo phải phân tán tâm trí, hao phí thời gian, sức lực vào những chuyện vô bổ, thậm chí cả gian dối. Những hoạt động đó thường gây không khí căng thẳng, tiêu cực trong một môi trường sư phạm của nhà trường. Nghe nói nhiều phòng giáo dục, nhiều hiệu trưởng trở thành đóng vòng ngoặc kép quan lớn, ức hiếp giáo viên, gây nhiều nỗi bức xúc cho các thầy cô giáo. Nghe nói có nơi bắt cô giáo phải đi đóng vòng ngoặc kép tiếp khách hầu hạ quan chức. Hỏng quá. Đặc biệt là bộ rồi các cơ sở quy định giáo viên phải học thêm bao nhiêu chứng chỉ mới được công nhận là giáo viên chính. Đây là trò làm khổ giáo viên, làm nhục giáo viên và làm giàu cho đóng vào ngoặc kép nhóm lợi ích ăn tiền trên mồ hôi nước mắt của giáo viên. Tôi đã nói ở trên, người đã tốt nghiệp trường khoa sư phạm ra làm giáo viên, sau thời gian tập sự họ đã đủ điều kiện không cần bất cứ chứng chỉ nào nữa. Họ thiếu yếu cái gì thì sẽ tự bồi dưỡng tại cơ sở. Tôi có rất nhiều bằng chứng các giáo viên cung cấp họ bị bắt buộc đi học một cách qua loa để nộp tiền và nhận mấy cái chứng chỉ về vứt xó. Tất nhiên những cái tiêu chuẩn nhà giáo ai không còn xứng đáng thì đưa ra khỏi ngành, nhưng không phải vì thế mà làm như đóng vào mùa kép khủng bố tất cả cái đội ngũ giáo viên. Thứ ba, mấy kiến nghị đầu tiên 3.1, đề nghị Bộ trưởng tinh giản bộ máy các cơ quan quản lý giáo dục, càng lắm người họ càng nghĩ ra nhiều trò có hại, họ soạn ra bao nhiêu văn bản sai trái có hại, họ tổ chức nhiều cuộc họp hành vô bổ. Đặc biệt xin Bộ trưởng kiến nghị các cấp có thẩm quyền ấy, bỏ ngay các phòng giáo dục quận huyện đi, thêm cấp quản lý này chỉ bày việc ra làm khổ giáo viên, nhiều chuyện tồi lắm không muốn kể ra đây. Thời đại 4.0, bộ sở giáo dục thông tin trực tiếp đến các trường vừa nhanh vừa chính xác, không cần cấp trung gian. Đề nghị 3.2, bãi bỏ ngay việc bắt giáo viên đi học các chứng chỉ và cải tiến cách đánh giá giáo viên, nên bỏ việc thi giáo viên giỏi các cấp, không bỏ được thi đua thì tinh giản và các tiêu chuẩn càng ít càng tốt. Nghiên cứu việc đánh giá giáo viên sao cho nhẹ nhàng thực chất, cần thấy rằng dẫu là chiến sĩ thi đua tiên tiến xuất sắc, tiên tiến hay bình thường không có giá trị gì nếu học sinh và đồng nghiệp không tín nhiệm. Người thầy giáo không cần danh hiệu nào ngoài sự kính trọng, yêu mến của học sinh và sự tin tưởng của cha mẹ, học sinh, của đồng nghiệp. Đó mới là điều người giáo viên cần tu dưỡng, rèn luyện, chứ không phải bày đặt ra mấy cái danh hiệu thi đua tào lao. 3.3. Việc học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên là việc thường xuyên và hết sức quan trọng. Nhưng hãy tiến hành bồi dưỡng tại trường bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến hoặc qua các băng hình. Tránh hết sức bắt giáo viên tập trung nghe giảng, bồi dưỡng rồi đóng vòng ngoặc kép mua chứng chỉ. Mỗi trường học, tổ bộ môn là một đơn vị tự bồi dưỡng hiệu quả nhất. Qua hoạt động tự học, tự bồi dưỡng cũng là một tiêu chuẩn để đánh giá mỗi giáo viên, mỗi nhà trường. 3.4. Đề nghị 3.4, một trong những dấu ấn của nhiệm kỳ này, mong Bộ trưởng hãy cải tiến hình ảnh
và đời sống của nhà giáo. Như cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên đã nói, có một cái bảo tàng viện Nguyễn Văn Huyên ở ngoài Hà Nội đó, mà chúng tôi đã được vinh dự tới đó rồi. Nhiều giáo viên yêu thích nghề vì được nghỉ hè 3 tháng và là nghề tự do đóng vào ngoặc kép. Hãy tôn trọng lao động, sư phạm có tính độc lập, tự do của người giáo viên. Và do đó người giáo viên càng có ý thức tự chủ vươn lên xứng đáng với trách nhiệm của mình. Càng o ép kiểm soát thì làm cho người giáo viên nhỏ bé đi, hèn mọn đi và sự nghiệp giáo dục càng hỏng. Bộ trưởng hãy tìm cách cải thiện đời sống cho giáo viên, nhất là các thầy, cô giáo ở những vùng khó khăn. Không thể để xã hội nhìn nhà giáo tội nghiệp như những kẻ cần được bố thí. Hãy kiên quyết làm sao giáo viên được tăng lương. Thưa Bộ trưởng, tôi tâm đắc với câu Bộ trưởng nói, bỏ văn mẫu, dạy thật, học thật, nhân tài thật. Nhưng trước hết, toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh phải nói thật đã. Thư này tôi nói rất thật và xin nhắc lại, nhà giáo là trụ cột và linh hồn của sự nghiệp giáo dục. Vì vậy, Bộ trưởng đến hiệu trưởng hãy kính trọng các thầy, cô đang đứng lớp. Kính chúc Bộ trưởng mạnh khỏe, hạnh phúc. Mạc Văn Trang, một nhà giáo 84 tuổi. Kính thưa các bạn, như tôi đã nói, hai cái nghề mà tôi rất kính phục đó là nghề giáo và nghề y. Rất tiếc rằng ở Việt Nam mình lúc sau này có rất nhiều sự hủ hóa, như là mua bằng bán bằng, như thầy giáo Mạc Văn Trang mới viết này đó, để tạo những điều kiện. Thì chính Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng lại là một người đi vào cái vết xe cũ của ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. 2 năm trước đây tôi đã viết một bài về ông Phùng Xuân Nhạ khi ông đề nghị là sách giáo khoa. Và bây giờ ông Nguyễn Kim Sơn lại tiếp tục con đường của ông Phùng Xuân Nhạ. Quý vị đã sở dĩ tôi ngoài vấn đề mà vấn đề chính trị, tôi vẫn có những vấn đề quan tâm về xã hội, đặc biệt là ngành giáo dục. Bởi vì đây là một cái tương lai của chúng ta, thế hệ của đất nước của chúng ta. Nếu mà chúng ta toàn là những thanh niên, thiếu nữ, các cháu nhỏ bị ma túy đầu độc, thì chúng ta thấy rằng đất nước của chúng ta ra sao trong tương lai. Tôi biết bên Lào bây giờ đó, chính phủ Lào họ đang nhức đầu về cái vấn nạn mà thanh niên hút sách quá nhiều. Trong khi chúng ta không tạo được những điều kiện, lại như là kỳ năm nay bắt phải đi thi tại vì không đủ trường sở. Những ông tham nhũng cả tỷ tỷ, cả ngàn tỷ xây được bao nhiêu trường? Rất nhiều trường. Mà để cho phải các em mới học lớp 1, con nít nó biết gì mà đi thi? Nó phải tạo điều kiện để cho tham nhũng không? Bố mẹ nào có tiền thì phong bì thì con được đọc, đúng không quý vị? Đừng tạo những cái điều kiện để có một cái lý do người ta dễ dàng tham nhũng. Tham nhũng nó đi từ từ đó, đó. Càng nhiều luật lệ càng nhiều tham nhũng, thật sự như vậy. Hai thằng mà đi xin việc cho rằng hai người cùng giỏi với nhau đi, nhưng mà thằng nào có phong bì tôi bảo đảm thằng ấy sẽ được nhận. Ở đây tôi không nói là bằng giả bằng ấy. Thì bây giờ đó, ông Đào Phùng Xuân Nhạ, sáng hôm nay tôi rất vui khi tôi mở ra tôi đọc được cái bản tin Phùng Xuân Nhạ liên quan đến các sai phạm trong việc thực hiện một số dự án đầu tư công trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và năm 2021 gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành giáo dục, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận phải xem xét xử lý kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016
2021. Thì chi tiết để trong nước các bạn đọc những bản tin có rồi. Tôi không muốn đọc ra, rất là xấu hổ, nhưng mà tôi rất là vui là bởi vì tiếng nói của tôi ít ra 2 năm bây giờ đã chứng minh rằng Nguyễn Phương Hùng không có nhận xét sai. Và bây giờ ông Nguyễn Kim Sơn lại tiếp tục con đường mà mình thì cái nghe nói là cái sách vở mới bộ đã ra thông cáo rồi, thủ tướng thông cáo là không bắt buộc phải mua sách vở mới. Thế nhưng mà những học sinh mà không có mua sách vở mới thì liệu các giáo viên có cho các em điểm tốt hay không, hay là chỉ cho điểm tốt những đứa nào có tiền mua sách vở mới? Người dùng X1 có lợi ích nhóm khi sách cải tiến, cải cách liên tục, chắc chắn rồi. Một lần nó họ như vậy họ kiếm về được cả bao nhiêu tiền tôi không có con số chính xác đây. Bữa trước tôi có đọc rồi. Lê Trường Phong, quang phố cổ do với doanh nhân đã là gì ở Hà Nội hay các thành phố khác? Nhiều người giàu thì giáo viên giàu theo do đã học thêm cao gấp nhiều lần nông thôn tỉnh lẻ. Thêm một cái điều nữa, bạn Lê Trường Phong rất hay, tôi bổ túc thêm nữa. Nếu mà con cái mà không ghi danh đi học thêm với thầy đó, bảo đảm không có điểm tốt. Cái điều đó xảy ra ngay từ hồi Việt Nam Cộng Hòa. Bố mẹ tôi cho tôi đi học, 4 thằng đi học cùng thầy biểu thiết. Ông thầy biểu thiết dạy hồi đó là dạy toán. Đứa nào đi học, học với thầy, đứa nào cũng có điểm 20 hết. Lý do, tại vì những cái bài tập ở trong lớp là chúng tôi đã làm ở nhà thầy rồi. Thấy không? Đây là nó không phải là hình thức tham nhũng, nhưng mà một hình thức là cái gì? Cái cần câu cơm cho thầy. Thằng nào mà không đi học, bố mẹ mà không có tiền không cho con đi học. May mà tôi là một thằng học sinh giỏi. Chứ nếu tôi học học sinh dốt mà đi học kiểu đó, bây giờ tôi lại còn dốt kỹ hơn. Dốt hơn còn thằng Hoàng Duy Hùng đó. Không biết cộng trừ nhân chia luôn. Việt Nam tuyển dụng giáo viên còn quá lòng vòng, sở giáo dục thiếu tuyển giáo vì thiếu nhưng lại phải qua sở nội vụ lên việc giáo viên thiếu thừa, không cân đối được. Cảm ơn các bạn đã cho thêm một những bài ấy. Hiền Lê, cảm ơn bài viết của thầy. Mờ vào tờ. Lê Trường Phong, Mỹ Hạnh, nhưng ở thành phố thì dân giàu hơn, nông thôn nhiều. Sao bắt con cái họ đi học cũ? Bạn chưa rõ tôi giáo viên ở ngoài Hà Nội dạy trường điểm 2. Vợ chồng 2 xe ô tô nhé, nhà 4-5 tầng. Chính xác luôn, quang phố cổ. Tôi không nói gì hết, tôi về ngay cả Long Khánh này chơi này kia. Thì cái ông hàng xóm cửa cậu em thôi. Làm giáo viên cũng có 2 vợ chồng 2 chiếc xe ở tỉnh đấy nhé. Vâng thưa các bạn, tôi đúng là tôi không nên đưa cái đề tài này ra, nhưng mà tại vì tôi rất là cao hứng khi tôi nghe thấy ông Phùng Xuân Nhạ, người mà tôi 2 năm trước đây tôi đã có một vài cái bài viết về ông Xuân Nhạ, cũng như là tôi nói ông Nhạ này với lại ông bác sĩ Bộ trưởng Y tế đó. Hai ông này là người tuyên bố nhiều câu rất là phản cảm. Ông Nguyễn Thành Long đó. Nguyễn Thành Long tuyên bố trong cái vụ Covid tuyên bố vớ va vớ vẩn đúng không? Thì bây giờ ông Long cũng bị rồi. Vâng, cái bài này thì thêm một cái ông K
Cấn Văn Nghĩa đã bị triệu tập này các bạn nha. Tại sao ông Cấn Văn Nghĩa bị triệu tập trong báo Thanh Niên? Tổng cục Thể dục và Thể thao vừa có giấy triệu tập ông Cấn Văn Nghĩa, nguyên giám đốc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, tham dự cuộc họp kiểm điểm do Hội đồng kỷ luật Tổng cục Thể dục và Thể thao chủ trì vào ngày 14 tháng 9. Rồi xong. Tôi cũng không đọc cái bản tin này chi tiết, các bạn có thể tìm được ở trong nước. Tuy nhiên, cái bản tin này thì tôi muốn các bạn tiếp tục theo dõi. Ngày hôm nay đã có thêm ba cơ quan đường dẫn bài viết của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh tôi cập nhật hàng ngày. Và ngày hôm nay số bài viết lên được là tổng cộng là được 28 bài nếu tôi nhớ không lầm. 28 bài đúng không? Liệt kê đường dẫn đã đăng bài trên các báo, trên Facebook, Twitter, Từ Lễ Độc Lập, tiêu đề vạch trần luận điệu xuyên tạc cách mạng màu, cách mạng trắng ở Việt Nam của tác giả Nguyễn Tuấn Anh, nguyên trưởng ban tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cập nhật ngày 8 tháng 9, tức là ngày hôm nay tại bên Mỹ, Việt Nam là ngày 9 tháng 9. Thứ nhất, đương nhiên là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tôi không biết thằng Sài Gòn vo ve và đám con nhang nó bị làm sao. Công nghệ thông tin của nó đương nhiên tụi nó phải biết, mà tại sao nó lên nó hí hửng làm tôi giật mình luôn nữa. Ngày hôm qua tuyên bố rằng là tất cả những cái bài báo của ông Nguyễn Tuấn Anh đã bị gỡ xuống. Đó là một sự láo lếu. Bây giờ tôi bấm thử coi vào trong cái này các bạn xem. Hãy còn thấy không? Vậy mà tụi nó nói là đã bấm xuống thì bên anh ổi xanh mới đu càng đã vạch trần cái bộ mặt thật của tụi nó rồi. Nhưng mà tôi chỉ muốn mời các bạn xem tiếp. Đấy. Thì ngày hôm qua là tôi đã đọc 25 bài, thì tôi không đọc lại bởi vì thời gian chúng ta rất là ít. Nói mà chép bà nhám đã hết 2 tiếng đồng hồ. Thì bản cuối cùng là bài đăng ở trên kbghn.net, hntv.net. Sau đó ngày hôm nay là 26, Mặt trận Tổ quốc Tuyên Quang, ở tỉnh Tuyên Quang, Mặt trận tỉnh. Sau đó là vạch trần luận điệu xuyên tạc cách mạng màu, cách mạng trắng. Đây là một kênh YouTube. Thì cái kênh YouTube này họ là gì? Cái nhóm này là cái nhóm YouTube
đấu tranh tư tưởng online. Cái video này làm rất hay. Nếu tôi đoán không lầm cũng là của lấy từ bên của bên và có rất nhiều cái chi tiết ở trong này mà đánh thằng Hoàng Duy Hùng rất mạnh. À, các bạn nào cần cái link này không, tôi gửi cái link này lên. À, viết rất nhiều cái chi tiết cô đọng của trong Hoàng Duy Hùng trong 20 phút. Rất là có giá trị đấy các bạn. Giống như là bên ổi xanh làm. Các bạn Việt Nam tôi đây. Chào bạn người Việt Nam 63. Anh vào như vậy thì anh bị rớt xuống là phải rồi. Tôi không hiểu những người vào đây chỉ nói được một câu để rồi rớt xuống hầm cầu đấy thì vào để làm gì? Đây là cái link, cái video này các bạn nên có, rất là hay. Tôi không biết của là ai là chủ kênh này nhưng mà rất là hay. Tài liệu để đập thằng Hoàng Duy Hùng đấy các bạn. Vâng, tôi đã để pin lên trên đầu rồi. Đó là phần coi như là phần nói chuyện giới thiệu cho 28 kênh. Và cái cuối cùng là cái này mới rất là quan trọng. Cái này rằng không thua gì đảng bên Đảng Cộng sản hết đó. Trang thông tin điện tử Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nếu là thằng Hoàng Duy Hùng nó quen nói trên tàu rồi chết chết mẹ ngủ rồi. Chết mẹ ngủ rồi. Mới đăng ngày hôm nay, hôm qua tại Việt Nam đó, mùng 8 tháng 9, lúc 10 giờ 13 phút. Thế mà thằng Thái Quốc Thọ nó nói rằng đã gỡ xuống rồi, không biết tụi nó bịa đặt láo lếu ra để làm cái gì nhỉ? Trong khi cái sự thật nó là sự thật. Điều đó chứng tỏ rằng từ thằng Hoàng Duy Hùng trở xuống tất cả bọn nó đều là những cái thằng đã cá làm dừa. Và ngày hôm nay tôi mở lại cái video này của thằng Hoàng Duy Hùng. Lý do hôm qua thì phần đầu chúng ta đã coi qua rồi, lý do là tại vì còn có 5 phút cuối cùng thì tôi đã Ngọc Sơn, anh xúc phạm luật sư Hoàng Duy Hùng như vậy không được đâu. Anh nói nó nói giọt không đúng, nó ngu chứ, nó dốt không đúng, nó ngu chứ. À, cái vụ tôi không biết là cái việc mà nó đi Thái Lan nha. Nhưng mà có tin cho biết là nó không đi được Thái Lan. Chúng ta nghiệm thử coi. Nếu nó đi thì tôi nghĩ rằng nó đã đi rồi. Nó đâu có nhu cầu gì nó phải ở lại đây, nó làm cái video xong rồi. Mà cái video này và cái video trước đó là 875, hai cái video đó. Video 874 mấy 873 nó cũng đã chửi nhà nước Việt Nam rồi. Bởi cái thằng này nó rất là ngu. Mỗi một lần nó bị kích động lên một cái là nó mất bình tĩnh liền. Mà nó đã mất bình tĩnh á thì nó ăn nói ngang ngược và nó đã chửi nhà nước Việt Nam. Và tôi có hỏi
người cho tin tôi ở bên Việt Nam, lý do tại sao nó không được đi Thái Lan thì họ nói với tôi rằng em không biết, nhưng mà theo em nghĩ, người này cũng làm bên an ninh, là ông Hoàng Duy Hùng đi từ Mỹ vào Việt Nam qua một cái giấy hộ chiếu đặc biệt để vào trong cái đi vấn đề Trường Sa đó. Trên nguyên tắc thì 8 nước Đông Nam Á vẫn còn cái tên của ông Hoàng Duy Hùng trong cái sổ đen của Interpol, tức là cảnh sát quốc tế, là không được dùng bất cứ một cái sân bay nào ở Đông Nam Á để nhập cảnh vào Việt Nam. Thì nếu mà ông đi cả, không cần mà cả quốc gia chứ không phải sân bay, nếu mà ông đi Thái Lan lúc mà ông ra thì từ Việt Nam qua, có thể ông sẽ, cái cơ quan mà lo cái giấy tờ cho ông Hoàng Duy Hùng vào Việt Nam hồi như là anh nói á, ngày hôm qua nó ở bên Tây Ninh á, thì có thể là những cơ quan đó họ cấp cái giấy cho ông Hoàng Duy Hùng đi bên Thái Lan mà bằng xe chứ không phải đi bằng máy bay. Thì lúc đi chắc không sao, nhưng mà lúc vào thì nó không phải đi vào giống như là bên Singapore nữa, ở bên Campuchia nữa. Bên Campuchia có thể dùng quốc tịch Cameroon. Bây giờ thì cái vụ đó nó đã bày ra rồi, chắc chắn là ông Hoàng Duy Hùng không thể dùng quốc tịch Cameroon để đi vào Thái Lan. Thành ra những cái mà ông Hùng ông lên nói á, có thể theo tụi em nghĩ á, đó là một cái sự giận lẫy, hoặc là như anh nói á, tìm cách đi qua Thái Lan xong ông bay về Mỹ. Thì đó là những cái mà tin đồn thôi nhé, tại vì cái người nói chuyện với tôi cung cấp là người cũng đã từng cho tôi nhiều tin chính xác luôn. Nhưng mà cái này thì cũng chỉ là một cái suy diễn để cho chúng ta chào vừa vừa. Thì tôi không biết là cái chuyện nó sẽ là như thế nào. Thì nếu mà ông ta đi thì đã đi rồi, bữa nay mùng 9 vẫn chưa đi, tức là có vấn đề rồi. Tôi nghĩ là có vấn đề. Đáng nhẽ ông đi từ hôm mùng mùng 7 đúng không? Đôi khi mình sử dụng tin đồn, với lại đây không phải là tin đồn trên mạng mà đây là người ta nói vào tai cho mình, và người này cũng đã từng cho tôi nhiều tin tức về Hoàng Duy Hùng lắm. Hiền Lê nhìn mặt Hùng Bom chắc mất ngủ hơi nhiều do sức ép. Quý vị thấy rằng cái hai cái bọng mắt ở dưới mắt không to như vậy, điều đó chứng tỏ rằng cái người đó bị là bị allergy hoặc là bị mất ngủ. Mà mất ngủ đây đó là do sự lo âu nhiều hơn là cái sự mất ngủ, bởi vì nó có liên quan tới cả cái thần sắc. Vâng, cảm ơn vừa vừa. Từ xưa nay thì tôi hay đưa những tin chính xác. Vì cái nào tin đồn mà không kiểm chứng được thì tôi nói là không kiểm chứng được. Thì cái tin mà cái anh bạn nó nói á, thì anh ta cũng chỉ nói rằng á, tụi em cũng có bàn qua những cái gì mà anh nói ngày hôm qua trong cái video. Điều đó chứng tỏ rằng an ninh họ theo dõi cái KBC hải ngoại rất kỹ nha các bạn. Thì cho tới ngày hôm nay, vì Việt Nam là mùng 9, tức là 3 ngày sau khi đã làm video. Và cái video này là ngày hôm qua, là ngày mùng 8. Quý vị thấy rằng ngay ở đầu video đó, nghe kỹ các bạn cho biết là nghe rõ không nha. Tôi vặn vợ âm thanh cho biết là nghe rõ không nha. Tôi vặn vợ âm thanh cho biết là nghe rõ không nha. Tôi vặn vợ.
Nghe như vậy là thấy rõ rồi phải không? Tôi mở lại lúc đầu các bạn nghe ngay. Nó bị tâm thần tới lúc ngày tháng nó còn lộn nữa này. Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ năm ngày 9 tháng 8 năm 2020. Bữa nay là ngày mùng 9 tháng 8 không các bạn? Ngày hôm qua nó làm video này nó bảo ngày 9 tháng 8. Mà nó vẫn không sửa nhá. Duy Hùng, thứ năm ngày 9 tháng 8 năm 2022. Từ thật kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ năm ngày 9 tháng 8 năm. À, tôi coi lại lịch coi có phải trên năm ngày 9 tháng 8 tháng trước không? Tháng trước ngày 9 tháng 8 là ngày thứ ba. Hoàng Duy Hùng ơi. Vâng, thì bây giờ các bạn tiếp tục với chúng tôi cái phần kế tiếp từ phút 16. Nhân cách như vậy không đáng để mà tôi trả lời, nhưng tôi trả. Thế không đáng là trả lời thì không biết nó nói ai, cái đoạn đầu mình không để ý, nhưng mà tại sao mày làm cái ba cái video này? Trong cái video này là nó chửi Dương Béo nhiều nhất với lại Nguyễn Quang Trường. Trả lời với người bạn mà hỏi tôi, nói rằng là như thế. Rồi người bạn có nói rằng, người đó nói rằng cái cách làm cách chỉ còn được rao bán ở bên Mỹ, có rao bán hay không thì tôi biết, khi mà tôi xuất bản cái cuốn cách mạng trắng tôi cho không nói rồi. Quý vị nhớ chưa nha? Cuốn Cách mạng trắng phát hành ngày 9 tháng 12 năm 2023. Tôi cho không. Cái cuốn Cách mạng trắng tôi cho không. Cái tội mà cho không đó, nó còn nặng hơn cái tội mày bán. Bởi vì cái người bán ấy, người mua đó, họ nhiều khi họ cũng xót lòng xót dạ. Bỏ 15 đô la ra để mua quyển sách Cách mạng trắng. Mày cho không, tức là mày có mục đích phổ biến rộng rãi càng nhiều càng tốt. Ở đây đó, cái gì đó, dù những người người ta không thích mày, người ta cũng được quyển sách không, người ta cũng thích. Nhiều khi người ta đọc, anh Hùng ơi tuyệt vời quá, tôi được làm đệ tử của anh được không? Tôi là một đảng viên của anh được không? Nó bây giờ nói tại sao nó lại khai là nó tôi cho không, tại vì cái người bạn đó đó, cái người bạn nó chuyên môn là các bạn biết rồi, nó luôn luôn có một người bạn, một người bạn vô hình ở đâu ở trên trời rớt xuống chui vào trong gan, trong lên tim, trong lên não, nó đặt câu hỏi với nó xong nó trả lời. Nhưng mà ai cũng biết người bạn đó chính là nó nhân cách hóa ra một con người tưởng tượng để rồi nó tránh là Hoàng Duy Hùng nói, mà nó trả lời cho cái câu hỏi của cái người bạn vớ va vớ vẩn nào đó. Thì đây nó nói tại vì tôi đã đưa ra được cái bằng chứng rõ ràng là bên Cali cũng có bán và bên Houston cũng có bán. Bên Houston còn để được 10 cuốn, bên Cali còn được 2 cuốn. Có nghĩa rằng 8 cuốn nó đã đi được rồi. Mà họ đã bán được bao nhiêu lần 10 cuốn thì tôi không biết. Tại vì nhà sách tự lực cho tôi biết là họ nhận một lần là 10 cuốn. Thì bán hết thì lại nhận 10 cuốn khác. Thì họ gọi là có người mang tới 10 cuốn khác. Thì họ bán bao nhiêu lần thì mình không biết. Thế nhưng mà là hôm tôi tới tự lực thì còn 2 cuốn. Còn anh bạn bên Houston á, thì anh chụp cho tôi á, là còn đang còn 6 cuốn, tức là bán được 4 cuốn rồi. Không nói vấn đề nó xuất bản, nó kiếm tiền á, thì hay là nó cho thì nó có quyền nói. Cái điều nói thẳng ở đây đó là nó nói rằng không có phổ biến
Nó nói là tôi đố ai tìm được là sách Cách mạng trắng còn bán ở bên Mỹ, bên Hoa Kỳ. Đấy. Có nghĩa rằng nó nói rằng là nó đã vứt thùng rác rồi. Thế bây giờ tôi làm sáng tỏ cái việc đó thì nó lại nói ngược lại, nó bảo nó in đấy cho không. Anh Quang Phố Cổ nói rất đúng đấy, Hiền Lê Hiền bán thì có thể mục đích kiếm tiền, nhưng cho không là một âm mưu tuyên truyền làm phản có mục đích xấu rõ ràng. Thành ra bởi vậy tôi mới nói, cảm ơn anh Quang Phố Cổ, tôi mới nói rằng cho không đó, cái tội nó còn nặng hơn là cái tội mà đi bán. Anh bán đó là người mua chưa chắc là đã mua nhiều, nhưng mà anh cho không đó, 25.000 cuốn ấy, thì rất nhiều người, 25.000 người đọc. Còn anh bán nhiều khi anh bán được 100 cuốn ấy. Chào anh Thọ Lê. Thọ Lê Thọ, thằng giặc Hoàng Duy Hùng này nó điên thật rồi, vì người bán sách thì còn nói là vì kinh tế, còn phát sách cho không. Phát sách cho không có nghĩa là mục đích là tuyên truyền đồ, thằng giặc Hoàng Duy Hùng bố láo, càng nói càng ngu. Quang Phố Cổ chào ông vừa vừa người Việt Nam, chào Lê Thọ. Ông John Hồ, nguyên tắc nhập cảnh cơ sở pháp lý à, cái này hay ạ. Điều 4 luật số 47 trên 2014 Quốc hội 13 ngày 16 tháng 6 năm 2014, luật xuất cảnh, luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người Việt Nam tại nước ngoài. À, thì là sao đây anh John Hồ? Chào người Việt Nam Lê Thọ, John Hồ. Điều 5, các hành vi bị nghiêm cấm nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú trái phép tại Việt Nam là làm giả, sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Cảm ơn anh John Hồ, cảm ơn. Chính xác luôn, nó đã nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày mùng 20 tháng Giêng năm 2022 bằng quốc tịch Cameroon, tức là nó xâm nhập vào Việt Nam qua cái đường Campuchia với quốc tịch Cameroon, và sau đó thì nó đi vào Việt Nam. Tại sao nó không đi thẳng vào Việt Nam bằng quốc tịch Hoa Kỳ có giá trị hơn Cameroon rất nhiều? Rõ ràng đây là một cái âm mưu, đây là một âm mưu. John Hồ nói tiếp, điều 4, nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú. Thì người nước ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. À, như vậy thì nó đã dùng hai cái sổ thông hành Cameroon và Hoa Kỳ để nhập cảnh vào Việt Nam. Cảm ơn rất nhiều anh John Hồ. Cái này giúp cho anh em ở các kênh khác rất nhiều. Lê Trường Phong, báo chí luôn luôn nói như thế, nhưng trong lương giáo viên dù ở Tây hay ở ta luôn thấp hơn các nghề khác, vì giáo viên cũng là một nghề phổ biến. À, ở bên Mỹ thì khác, giáo viên rất là khác, đặc biệt là các giáo sư các trường đại học rất nghe nhiều tiền lắm. Ông giáo sư đại học là một năm là kiếm trên 100 ngàn như không, 200 ngàn như không. Còn giáo sư thì ít. Giáo sư thì khoảng chừng từ 70 ngàn cho tới 100 ngàn. Giáo viên thì cỡ khoảng chừng 50 ngàn. Ngọc Sơn 50 ngàn đô la đó. Ngọc Sơn nhà chung cư trong miền Nam cũng không phải là nhà của nó mua. Thằng nhóc súc vật này toàn chém gió là mua nhà. Thì mình biết rồi cái bản chất của thằng Hoàng Duy Hùng là chuyên môn khoe mẽ và nói láo, bởi vì cái thằng thân nhất của nó là thằng Nguyễn Quang Trường đã phải làm là sạch sẽ nhà cửa để tẩy trùng rắn rết sâu bọ côn trùng gì đó. Mới ngày hôm mùng 1 tháng 9, thằng hai vợ chồng thằng Nguyễn Quang Trường ám chỉ thằng Hoàng Duy Hùng đó. Quý vị thấy rằng là
Sau ngày cuối cùng là thằng Quang Trường đã gặp thằng Hoàng Duy Hùng là ngày 27 tháng 8, tức là ở cái căn hộ Ecopark. Nhưng mà trước đó từ ngày 28 thì nó với Hoàng Duy Hùng chỉ gặp nhau một lần ở nhà ông Nguyễn Thanh Sơn, tới phỏng vấn Nguyễn Thanh Sơn hình như là ngày mùng 8 hay mùng 9 thì tháng 8 gì đó. Thì đại khái từ đó trở đi thằng Nguyễn Quang Trường không gặp nó nữa. Và hôm qua nó có vẻ trách Nguyễn Quang Trường tại sao ở Yên Bái mà để cho tờ báo Yên Bái đăng bài của ông Nguyễn Tấn Oanh. Nó quên rằng tờ báo là tờ báo nội chính. Tờ báo nội chính là của Ủy ban Nhân dân thành phố tỉnh Yên Bái, của thành phố Yên Bái, chứ không phải là của tờ báo Yên Bái của ông Hà Ngọc Vân. Hà Dương, Hoàng Duy Hùng chắc chứa học câu im lặng là vàng. Dám nói Việt Nam giai đoạn 1954-75 có hai quốc gia, đó là bước qua làn ranh đỏ rồi. Chủ tịch nước cũng không cứu được đâu. Sách cách mạng trắng chỉ là một phần sẩy miệng, khó đỡ bóp cò. Cảm ơn. À, như Trần Hữu Phước, cu bom mà mua nhà ở Việt Nam được chủ bán ưu ái là trả tiền hàng tháng mà thôi. Tức là đi mướn đấy, chỉ được đi mướn rồi. Hiền Lê giáo sư Hùng bom ra sao bác Hùng? Anh John Hồ, đúng chính xác anh Hùng. Vâng, cảm ơn anh John Hồ. Vâng, thưa các bạn, thì mời các bạn nghe tiếp cho thằng nghe thằng Hoàng Diều chém gió tiếp. Rõ là như thế. Tôi chưa bao giờ bán cuốn cách mạng trắng. Cái vấn đề mày bán hay không bán không thành vấn đề. Cái vấn đề mày video ngày hôm kia đó, ngày hôm mùng 7 tháng 9 đó, tôi đố ai tìm ra được quyển cách mạng trắng còn bán tại Việt Nam, bởi vì tôi đã vứt cái thùng rác rồi, đúng không? Mày vứt thùng rác thì đi, mày moi lên xong mày đưa ra mày cho free, đúng rồi. Cái vấn đề ở chỗ là cái quyển sách có được phổ biến hay không, chứ không phải là bán hay là không bán. Mà mày thách người ta đi tìm thì coi còn có bán được không. Mày tưởng là nó bán hết rồi à, thì hóa ra mày vẫn còn. Sau ngày mùng 9 tháng 13 năm 2013 cho tới nay và lần cuối cùng, rõ ràng trong cái video của Phố Môn Sa TV, mày cầm quyển sách Cách mạng trắng mày phát cho từng người ngày mùng 8 tháng 4 năm 2019, nhớ không? Giờ tao sẽ có thì giờ tao sẽ giải mã cái video đó, tao cắt ra những cái đoạn nào mà mày nói không có liên quan tới Hoàng Sa. Mày nói gì? Mày nói rằng các cán bộ cộng sản bây giờ họ cũng đang có khuynh hướng chán nản với Đảng Cộng sản và họ cũng muốn thay đổi Đảng Cộng sản. Mày nói như vậy mà. Thành ra đây là một thời cơ rất thuận tiện cho chúng ta trở về đó, để mà vận động một cuộc cách mạng nhân dân ở ở trong nước. Mày chính mày nói mà, tao sẽ lấy cái video đó tao sẽ làm. Mà nếu mà Đu Càng hay là Ổi Xanh làm được thì càng tốt, tại vì Ổi Xanh rất là hay. Tôi thì tôi rất bận. Nhưng mà về về việc chung thì cha mình cũng phải làm thôi. Nhưng mà nếu mà Ổi Xanh làm được thì tôi nghĩ rằng mọi người cảm ơn. Đúng. À, 63 báo nội chính là báo của tỉnh ủy Yên Bái, không có liên quan gì tới tờ báo Yên Bái của Hà Ngọc Văn hết. Vâng, hiện lên hai thằng này là coi như là đã chia tay rồi. Thằng Nguyễn Quang Trường nó biết là tội nó nặng hơn là tội thằng này, mà nó không ngu gì nó vào nó gánh cái tội thằng này gây ra, thành ra nó lo nó chạy trước. Bởi vì còn cái tội mà gây quỹ thiện nguyện chưa xong, mà chưa có sao kê, mà thành ra nó phải lo nó bảo vệ nó trước. Anh John Hồ, giáo sư đại học khi đã được vào ngạch tenure chắc lương cao và không bị mất việc, ngoại trừ vi phạm ethics tức là đạo đức. Lương cao
còn cao hơn nếu có làm về nghiên cứu, research và được bảo trợ của các công ty và được đi thuyết trình. Nếu mỗi một giáo sư đại học được mời đi thuyết trình, một buổi thuyết trình của các ông tùy theo, tối thiểu là 5.000, 10.000, 20.000. Rất nhiều tiền nữa các bạn. Như các ông tổng thống về hưu rồi đó, thỉnh thoảng các ông đi thuyết trình của các ông 100.000, 200.000. Vâng, các bạn nghe tiếp. Tôi cho không. Cho không. Khi mà tôi vận động tranh cử dân biểu thì tôi dùng cuốn Cách mạng trắng để nói với những người cử tri của tôi bên đó, chứ không phải là để nói với những người bên này. Tôi cho. Mày nói láo. Thì tôi nói với những người bên đó, Cách mạng trắng cho Việt Nam, Cách mạng trắng cho Việt Nam chứ đâu phải cho Houston đâu. Houston làm gì mà cần phải cách mạng trắng. Nói tiếp. Không, tôi in cả mấy chục ngàn cuốn tôi biết không đó. Nếu mà có ai đó mà lấy đem đi bán thì đó là những người đó, tức là tôi. Cái vấn đề ta đã nói mày rồi, không phải là bán, vấn đề là phổ biến. Mà khi mày cho không á, là mày đã chửi cái video của mày ngày mùng 7 tháng 9. Mùng 7 tháng 9 mày bảo là không còn tiệm khách nào bán hết. Mày tưởng rằng là mày là không phổ biến à? Mày vẫn phổ biến. Mày vẫn phổ biến là nhà người ta không có bán. Thì bây giờ mày cho người ta để người ta bán, cái chuyện là không thành vấn đề. Người ta không cần chi tiết đó, người ta chỉ cần chi tiết tại sao mày muốn tuyên truyền cái quyển Cách mạng trắng. Mà mày nói là cái Cách mạng trắng là để cho đồng bào bên Houston. Mà cái đây mà để là cho Việt Nam mà, đâu phải Houston đâu. Bây giờ đó, tao đề nghị mày, Hoàng Dương, mày lấy cuốn sách này. Tôi chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mày nói với anh Trần Hồng đó, mày muốn biết nhà ông Trần Hồng ở đâu á, tao cho mày địa chỉ. Nếu mày xin, tao nhắn tin. Mày lên gặp anh Trần Hồng, mày xin phép in cái cuốn sách tôi chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp để mày đi phát đi. Thay vì mày nói mày phát Cách mạng trắng, bây giờ mày phát cái cuốn sách tôi chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hoặc là cái quyển sách Huyền thoại Hồ Chí Minh, một nhân vật lịch sử. Đấy, hai quyển đó mày đem mày in mà mày phát đi. Đấy, mày dám làm không? Tôi in ra tôi cho không. Cái vấn đề cho không là càng chết nhiều. Mày in á, mày bán á để mày kiếm kinh tế đó thì tội mày 5. Nhưng mà mày cho không á thì tội mày sẽ là 10, nghe chưa? Con ngu. 60 tuổi rồi, lục thập hoa giáp rồi, càng ngày càng ngu vậy. Mà nếu nói là có nhà sách nào nó bán đó, thì hãy hỏi nhà sách đó, ông lấy ở đâu, không phải là tôi. Lấy ở đâu không cần biết, không phải của mày, cái sách của mày, mày bảo là không phải của mày, là của ai? Người ta in lậu à? Hả? Nếu mà in lậu thì tao nói thẳng ra ai in. Thằng Mai của Minh Phương Nguyễn, con của ông Nguyễn Văn Nam, Trung tá Nguyễn Văn Nam ở bên Houston. Một trong những người đứng tên thưa mày ra tòa về tội 380.000 đô la của cộng đồng Houston mà mày biện luận.
Và số tiền nó bây giờ nó lên tới ra bữa nay người ta thưa tổng cộng tất cả lên tới tiền lời tiền tiếc này kia lên tới 1,3 triệu. Đấy. Tao nói thẳng nhé. Thì mày nói với ông Nguyễn Văn Nam mà cái là cháu để cho bác in quyển, anh Michael Minh Phương Nguyễn in quyển đó bán để lấy tiền giúp cho anh sau khi được nhà nước Việt Nam trả trả tự do, đúng không mày? Đâu phải mày in đâu, đâu phải mày đưa đâu, người khác đưa, đúng không? Mà Nguyễn Phương Hùng nói có đúng không, hay là mày lại nói thằng bẩn bựa này chuyên môn nói 1.000 lần đều chặt, 1.000 lần nói tiếp. Chứng minh nhà sách nào bán, bán giá bao nhiêu, lấy ở đâu. Khi mà tôi đã ngưng không có xuất bản sách. Người ta đã đưa ra rồi mà không chịu đọc. Nhà sách Tự lực International 14318 đường Brookhurst Street, Garden Grove. Ok, số điện thoại 714 531 5290. Bạn nào gọi cho nhà sách hỏi tôi muốn mua cuốn Cách mạng trắng của Hoàng Duy Hùng còn hay không. Ngày hôm qua còn 2 cuốn. Purchase, tức là mua Cách mạng trắng cho Việt Nam. Một cuốn giá là 18 đồng 80 sen. Tổng cộng là 13 đồng 80 sen. Họ không tính thuế thôi. Và lại còn được bớt nữa tại vì quyển sách đề giá 15 đồng. Chứng minh đi, nói là chứng minh là chỗ đó bạn nào bán, mày bảo mày không đưa bán nên bây giờ sao mày lại bảo là chứng minh là đưa bán. Chào thái nổ bị lạc đường bây giờ mới ra được phải không? Trần Hữu Phước Hùng Bom ơi, mày thấy cái ngu của mày chưa? Ồ, Lê Trường Phong, ông thầy Mạc Văn Trang nằm trong nhóm 72 à? À, tôi không biết. Nguyễn Thế Quỳnh, bài viết đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho 2 ông anh mất ngủ. Còn thằng em phải chạy sang Thái Lan phẫu thuật do bị tụt trứng rái lên cổ. Hà Dương hiến kế cho Hoàng Duy Hùng nha. Này là một ly video xin lỗi hương hồn các anh hùng liệt sĩ cùng toàn thể nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do tôi có sai lầm chấm chấm chấm, xong đóng kênh, cơ hội trở lại Việt Nam vẫn còn, nếu không thì game over. À, tôi đề nghị nhẹ nhàng hơn ở bước đầu đó, thì in quyển sách tôi chụp ảnh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyển sách này mỏng mỏng thôi, cũng khoảng chừng bao nhiêu trang, chưa tới 150 trang. Thế rồi cái in mua quyển sách Hồ Chí Minh một nhân vật lịch sử 2 cuốn mang đi phát phí. Xong rồi đồng thời nói như Hà Dương đề nghị đó, là đóng tất cả các kênh Cách mạng trắng, đóng tất cả các kênh Góc nhìn, Xó nhà, cái gì Xó bếp, Cầu tiêu Hoàng Duy Hùng gì đó, đóng hết. Thì đương nhiên nhân dân Việt Nam sẽ cho mày cơ hội đi nhà, đi thuê nhà tiếp tục, và có quyền nói mày có quyền là 100 cái nhà mày là 100 căn hộ mày làm sở hữu chủ, mặc dù không có sổ hồng ha, chỉ cần thuê cũng được, thuê 3 ngày thôi chứ không phải thuê hàng tháng đâu mà sợ, mà sợ không có tiền thuê 3 ngày rẻ em. Lê Thái, John Hồ trả lời Lê Trường Phong này, nói chính xác anh ạ, đúng lắm, bên Pháp lương giáo sư và lương các ngành kỹ thuật thấp lắm so với Mỹ anh ạ, khoảng 1/3 là ít. Thì tôi có cậu em con gì đó ở bên Pháp, thì bố nó là Tây, thì nó làm nhà giáo bên đó. Nó còn có sự kỳ thị nữa nha, bên Pháp kỳ thị lắm, kiểu như kiểu mà nó là Tây Lai đó, hay là cái khả năng của nó giáo sư bình thường không có giỏi thành nhé, không được nhiều tiền so sánh với đây.
nhưng mà nó chỉ là giáo sư trung học nhá, trung học đó. Mà nó cũng còn còn như vậy nữa. Vâng, cảm ơn anh John Hồ. Ngọc Sơn, thằng Xỉu Đá, thằng Vi Vu chưa bị đánh sập kênh là an ninh cố tình để cho chúng nó sủa. Vì càng sủa thằng nhóc họ Môn càng chết. Do nó tôi có anh họ là giáo sư dạy vật lý ở Đại học Paris Polytech, ở Paris anh à, lương thấp xin qua Mỹ. Dạy vật lý ở Đại học Bách Khoa, tiểu bang Ohio. Do nó anh nói đúng, cảm ơn anh. Cảm ơn do nó. Em vẫn lái xe sang nhà anh San Kham. Tìm được đường ra chưa? Bây giờ lo Lê Thái bây giờ đang ở trong tình trạng giống như Hoàng Duy Hùng đó, từ Tây Ninh mà chưa biết cái đường nào lái đi qua bên Thái Lan, tìm mấy cơ quan du lịch nhưng mà nghe nói là chưa được. Lúc Lê Thái mới vào sau không biết đâu, tin tôi nhà báo mới mới nhận được ở Việt Nam đó. Thì chưa có kiểm chứng nghe nói là Hoàng Duy Hùng không đi được, không xuất cảnh được, là tại vì nó đi vào Mỹ hôm tháng 5 là một cái đặc biệt, cái hộ chiếu đặc biệt. Thành ra nếu mà nó đi qua Thái Lan thì Thái Lan và cái danh sách tên của Hoàng Duy Hùng vẫn nằm trong sổ đen của 8 nước Đông Nam Á, thành ra không được nhập cảnh vào Việt Nam nếu đi từ một cái một trong 8 nước Đông Nam Á, mà Thái Lan là một trong những thành viên của ASEAN. Thành ra chắc chắn Hoàng Duy Hùng không vào được, bởi vì tên Hoàng Duy Hùng ấy hãy còn nằm trong cái danh sách đen. Thì thêm anh John Hồ cho biết nữa, theo luật di trú của bên Việt Nam đó, điều 4, điều 5 gì đó, thì cho biết nữa là người nào mà đã dùng một di trú khác để đi vào Việt Nam, và tức là coi như có hai cái hộ chiếu là hộ chiếu Campuchia và hộ chiếu Hoa Kỳ sẽ không được vào Việt Nam nữa. Thành ra đó là lý do chắc là vậy mà Hoàng Duy Hùng cho tới ngày hôm nay mùng 9 tháng 9 vẫn chưa đi được. À cái ngày này rất dễ cho Hoàng Duy Hùng ạ, nó làm video không có lộn, tại vì hai số cùng 9 hết ngày 9 tháng 9 chứ không phải là cái video này đó, nó bảo bữa nay là ngày 9 tháng 8. Lê Trường Phong đúng. Cái hồi mà đề nghị thế chiến chấm dứt á, thì Nga Xô lấy được một số nhà bác học, tại vì Nga vào trước. Thế nhưng mà số người bác học của Mỹ á, thì lại đông hơn là bác học của Nga. Thành ra cái số bác học mà người Đức mà Mỹ á, mang về được rất nhiều. Hồi xưa đó thì khoa học của Mỹ không có giỏi bằng Đức. Quý vị nhớ rằng Đức mà là cái máy bay quân tặc cơ V2 của Đức, V1 V2 đó, mà Việt Nam mình hay gọi là vợ 1 vợ 2 đó, thì cái vợ 2 đó nó là một nỗi kinh hoàng cho các đồng minh hồi đó. Nếu mà Mỹ không tham chiến, sức là vừa nhờ cái sức mạnh quân sự và cái binh lính ấy, thì chắc là cái chiến thứ hai kia chắc là chắc đã ấy rồi. Do họ anh nói rất chính xác anh Trương Phong Lê, chính xác anh Hùng. Vâng, cảm ơn anh nghe Do Hồ. Vâng thì bây giờ các bạn nghe tiếp thằng Hoàng Duy Hùng nó nói gì. Sau khi mà tôi tất cử tranh cử chức dân biểu ở tại Houston, Texas, Hào Mắc nói gì cuốn cách mạng trắng, mày dùng cái cuốn mạng trắng đó để mà mày bị tất cử về thằng Richard Lê, thằng Richard Nguyễn, một thằng vô danh tựa tiểu tốt, hạ knock out Hoàng Duy Hùng một cú rất là cái là độc đáo. Rồi thằng Võ Đức Quang, cái okay. Quang lùn bây giờ nó ở đâu? Võ Đức Quang à, không phải là Trần Nhật Quang nha các bạn. Các bạn hay gọi Việt Nam gọi Trần Nhật Quang là Quang lùn. Ở đây Võ Đức Quang cũng vậy. Thằng Võ Đức Quang nghe lời mày đi qua dịch bản của thằng Richard Nguyễn mà đưa ra tòa đó, tại vì cái tội mà nó là giật cái bảng quảng cáo của đối thủ trong cuộc tranh cử, tội 6 tháng tù, ít nhất là 6 tháng tù nếu không có thương tích.
Mày đem mày mang đi, mày đi phát để sau khi mày bị thất cử với thằng Đỗ Trang Nguyễn, mày biết là uy tín của mày xuống rất thấp. Mày ra tranh cử mới lại hợp vào võ năm 2014 đúng không? Thành ra mày làm cái cuốn Cách mạng trắng 9 tháng 13 năm 2013 để mày lấy lại cái uy tín của mày là chống cộng. Thì rõ ràng mày chống cộng sản rồi còn gì nữa. Thì mày làm vì lý do mày để mà lấy lại uy tín của mày là bởi vì tên tuổi mày không còn người ta nữa. Sau cái vụ mày đi Đà Nẵng cuối tháng 3 năm 2013 thì mày đã lòi ra cái mặt của mày. Mặt gì? Cái mặt nói láo. Mày nói rằng mày sẽ về bên Mỹ, mày sẽ vận động ủng hộ cho viện bệnh viện ung đó. Bệnh viện ung của Đà Nẵng lớn nhất ở Đông Nam Á, 5 triệu đô la. Vậy bữa nay mày cho đồng nào chưa? Bữa hôm nọ mày ra ngoài Đà Nẵng mày có tới quay trở lại cái bệnh viện ung chưa? Mày cho thằng về Sài Gòn vo ve nó đưa cái video nó lên để cho người ta tưởng rằng mày đi ra bệnh viện ung, nhưng mà ai ngờ còn bố mày đây, Nguyễn Phương Hùng, khắc tinh của mày, bố mày đưa liền cái video xác nhận đó là năm 2013 và cái phần mày nói mày ủng hộ 5 triệu đô la. Rồi mày đi vào trong Cồn Dầu, mày nói với lại linh mục, linh mục thì quên mất rồi. Ông đó là linh mục Việt Nam Cộng Hòa, biệt động quân luôn. Mày nói rằng là con sẽ về Houston vận động giáo dân ở bên Houston để gửi tiền về xây lại cái nhà thờ giáo xứ Cồn Dầu. Mày là một thằng linh mục bị trục xuất vì lý do hạnh kiểm. Mày không xứng đáng là một con chiên trong công giáo. Nhưng mà mày vẫn dùng cái ảnh hưởng công giáo của mày để lật đổ Đảng Cộng sản. Bởi vì mày biết ở bên Việt Nam có rất nhiều công giáo chống lại nhà nước Việt Nam. Cảm ơn Doan Hồ. À, tôi cảm ơn, tôi sẽ lấy cái tài liệu này để tôi viết một cái bài về thằng Hoàng Dùng, nó dùng quốc tịch Cameroon. Thì mày muốn tranh cử với Hấp Bờ Võ tháng 11 năm 2014, mày mới làm cái quyển sách này. Thành ra mày bảo rằng mày đi phát, mày phát là tại sao mà nhà nhà sách nó có để nó bán, nói láo. Mà cái tội mày phát nó còn nặng hơn cái tội mày bán. Tại bán á, thì có nhiều người không mua, nhưng mà cho đó thì tội gì mà không lấy, của trên trời rớt xuống mà tội gì không lấy. Rồi nói láo tôi đi. Tôi không có quan tâm. Rồi người bạn đó nói là nghe nói là có một chủ kênh ở Nam California nói rằng là đã mua cuốn Cách mạng trắng của anh Hùng ở nhà sách gì đó ở Nam California. Tứ Tại sao mày không nói là chủ kênh nhà Nam California là Nguyễn Phương Hùng? Tao đã đưa lên cả cái receipt nữa. Tao đã được bằng chứng tao mua. Tao biết mày. Tao biết mày không tin. Thành ra tao còn giữ cái receipt nữa. Cái biên nhận mua sách đàng hoàng. Ngày giờ mua sách nữa. Mày chính là mày đòi khôn hơn giận. 61 tuổi mà hãy còn đổ ngu như con bò. Mà sao cái lỗ tai mày sao vậy? Sao chỗ này nó cụp lại? Mày thấy tao nói nhiều quá, mày sợ mày cụp tai à? Tôi nói ừ, thì người đó nói tha hồ, người đó chắc ai còn đã biết rồi, 1.000 điều mà mấy năm nay người đó tấn công tôi, chả có điều nào trúng hết. Chứng minh là cái điều nào không trúng đâu. Không trúng mà tại sao mày phải sợ đấy? Không trúng hay sao mày phải sợ? Mày bảo mày không quan tâm, sao mày là phải cứ phải nói 1.000 điều? Tao chưa nói tới 1.000 điều,
Tao mà nói tới 1.000 điều là mày đâu được về đâu về Mỹ được đâu, à đâu về Việt Nam được đâu. Nhưng mà tao nói cái gì, điều gì ở Việt Nam đều trúng hết. Đấy, ngay cái nhà của mày đấy. Đấy. Cái này không phải là căn hộ mày. Thuê thôi, thuê thôi. Người ta nói một lần thất tín vạn sự chẳng tin. Ồ, cái câu đấy đó, cái câu của mày làm đó là hôm nay đó, tao làm ở trong cái livestream của tao đấy. Hoàng Duy Hùng, sự bất tín vạn bất tín đấy. Hoàng Duy Hùng, sự bất tín vạn bất tín. Hoàng Duy Hùng, sự bất tín vạn bất tín đấy. Ngày hôm nay tao làm đang stream được 94 minute rồi, gần 2 tiếng đồng hồ. Thì chính mày đó, cái câu này áp dụng cho mày đúng hơn là áp dụng cho tao. Mà bây giờ tao hỏi mày á, tại sao mày phải lên làm 3 clip mày nói mày đi Thái Lan? Tại sao? Có phải tại vì 28 bài báo mà lúc nãy tao mới đọc liệt kê đó. Từ Đảng Cộng sản Việt Nam xuống tới Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương luôn. Mày biết thanh niên Cộng sản là gì không? Gương cột của Đảng Cộng sản, các tờ báo khác. Mày nói là mày không quan tâm, ai quan tâm tại sao mà mày lại không cứ phải làm cái 3 cái clip. Mà bây giờ cái clip thứ ba này á, ngày hôm qua xong mà vẫn chưa thấy mày đi Thái Lan, thì có phải tao đua tao nói đúng không? Cái tin ở trong nước nói tao là mày không được đi không? Đi Thái Lan đi, quay phim chụp hình Thái Lan đi. Đấy, kiếm thằng Sài Gòn vo ve nó qua với nó quay mấy cái xong rồi mang về nói láo là tôi đang ở Thái Lan ngày mùng 9 tháng 8 mày đi ngược thời gian nữa. Người ta có cuốn phim Back in the Future, tức là trở về với tương lai, thì bây giờ mày là Back in the Hell, trở về địa ngục. Lê Trường Phong không phủ nhận thằng Hùng có nét giống Ngô Đình Diệm. Ngọc Sơn chém gió mua mua nhà Hà Nội, mua nhà quận 9 không biết nhục nhã móm tổ cha cái thằng cả đời chống cộng không hết đời, giờ là con số không. Ngọc Sơn chưa. Trường Phong Lê nói vậy là mẹ thằng Hoàng Hùng bom ngủ với Ngô Đình Diệm để phọt ra thằng Hùng hậu môn à? Cái đó tôi cũng dám nói. Rồi nói láo đi thằng Nguyễn Văn ngàn Hùng. lần thất tín trên cả ngàn luôn còn hơn nữa. Mày đó đúng rồi, đó đó là mày ngàn lần thất tín này còn hơn nữa, mày còn cả hơn cả ngàn lần thất tín. Nói trước nói sau để đó là các bác cờ vàng. Có một người ngày hôm nay gọi điện thoại cho tôi. Có một người bạn ở bên Houston. Mấy giờ mày không còn ai hết, còn một Trần Văn Nam Sơn thôi. Ai muốn tin thì cứ tin, tôi không thèm quan trọng. Không cần quan tâm tại sao hôm qua mày bảo người ta là đi là có tiệm sách nào bán, thì tao mới đi ra tiệm sách tao kiếm. Bây giờ người ta kiếm được thì tôi lại không còn quan tâm. Mà cái câu đó nghe nó quen quen ấy. Nghe nó quen quen cái lỗ tai đâu. Tôi không cần quan tâm. Mà mỗi lần tôi không quan tâm là tôi lại sổ nho. Tôi lại phọt ra nghĩa trung phạm. Mỗi lần nào tôi quan tâm xong là tôi lại gọi nghĩa trung phạm ra. Tôi phọt cho vài cục. Tôi trả lời thuyết này là với hai người bạn trước Ừ, mắt với tôi, hai người chứ là tôi không có quan tâm với những người kia, ừ. thì tôi cần có thời giờ để chuẩn bị Ừ. đi Thái Lan. Và tôi Thế đi sao, thế sao lại mày không đi đi mày trả lời hai người này làm chi? Cái chuyện đó mày bảo mày không quan tâm rồi mày trả lời làm gì? qua được Thái Lan thì đã nói rất rõ là những gì mà họ nói là sai trái, và tôi cũng mong rằng những ai ở hải ngoại đang hoang mang không biết rằng là nghị quyết 36, chỉ thị 45 là có thật hay không, thì tôi Thì các bạn thấy rằng là nó nói nó đi Thái Lan, thì ông Kevin Nguyễn này hỏi đi Thái Lan làm gì vậy,
Hiền Lê thì Đức Đầu Bạc với Hoàng Dung và Việt Nam kiếm gái chứ yêu nước cái gì? Ngọc Sơn trả lời dùng cho Kevin Nguyễn, nó đi Thái Lan để chuyển giới. Trần Hữu Phước, anh chửi Hùng Bom quá, nó ngồi xe lăn thì tội nghiệp cho nó. Thì thằng này nó ngồi xe lăn nó vẫn chưa im đâu. Tôi biết cái cá tính của nó. Nó bây giờ nó ngồi xe lăn nó cũng không im được. Có điều như thế này là thằng Hoàng Duy Hùng này nó đi Thái Lan làm gì? Chẳng qua rằng như tôi đã nói, tại sao mùng 2 tháng 9 nó lên trên Tây Ninh? Ở trên Tòa Thánh Tây Ninh có một cái cơ quan du lịch mà cái nhân viên cốt cán ở trong đó là một ở trong cao đài, là một chức sắc ở cao đài chứ không phải là cao đài ở Tây Ninh nha. Tây Ninh, Tòa Thánh Tây Ninh không dính dáng gì hết, chỉ là một nhân viên ở trong đó. Thì nó tính lên trên đó để nó nhờ, thứ nhất đi Thái Lan, để từ Thái Lan nó có thể đi về lại Mỹ, nó có thể mua vé máy bay đi về lại Mỹ. Lý do là tại vì từ hôm 28 tháng 5 cho tới ngày hôm nay, qua mùng 9 tháng 8 ở Việt Nam, à mùng 8 tháng 9, đấy, tôi lại bị nhiễm nó rồi đó. Mùng 8 tháng 9 này hơn 3 tháng nó ở Việt Nam, nó làm cái gì? Không có một công tác nào, không có gặp một lãnh đạo, không gặp cả nguyên lãnh đạo mà nó đã từng gặp trước đây, không có một cái sự kiện nào trong nước mà nhà nước Việt Nam mời nó. Và kể cả thằng Nguyễn Quang Trường không dắt nó đi rung răng rung rẻ như hồi xưa. Lần trước hồi Tết nó còn được cái là Trần Công Trục, Nông Thụy Sĩ còn đi đây đi đó, còn lần này nó về nó chui rúc ở trong cái xó nhà nào ở đâu, không có một cái công tác nào hết. Là bởi vì nó muốn về mà không được về. Tại sao ông Nguyễn Trọng Đức, Đức Đầu Bạc, ông về liền, ông về tới Việt Nam là một tuần sau ông đi về Mỹ. Còn ông Hoàng Duy Hùng ở đây tới hơn 3 tháng rồi, 3 tháng 1 tuần rồi vẫn chưa được đi về. Đó là lý do. Và thỉnh thoảng nó lại nhá ra một tiếng, thỉnh thoảng nó lại nhá ra một cái. Nhá cái gì? Là nó hăm dọa nhà nước Việt Nam. Và bởi vì cái đó là cái chết của nó. Nhà nước Việt Nam cần có nó càng nhá ra nhiều càng tốt, thì cái tội nó càng nặng. Tội của Hoàng Duy Hùng chưa đủ để mà bắt nó ở tù, tại vì tội nói láo mà. Nói láo thì không ai cấm hết, không ai đánh thuế tội nói láo hết. Nhưng mà ở bên Việt Nam có cái luật nhục mạ người khác, bởi vậy nó lên đây nó nói có một YouTuber ở Nam Cali nó đâu dám nói tên tôi. Và nó biết tôi có quen biết nhiều người Việt Nam, tôi có thể thưa nó ở Việt Nam, thành ra đâu dám nói tên tôi. Do đó nó không được về Mỹ. Bây giờ sau khi bài viết mùng 2 tháng 9 của ông Nguyễn Anh Tuấn xong một cái là nó biết rằng số phận nó được an bài, thành ra tìm đường chạy đi Thái Lan. Mà đi Thái Lan đi máy bay chắc chắn là không được, không lý nó dùng máy bay Cameroon thì nó đi bằng xe 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 khách. Đi xe khách thì dễ hơn, thì cái công ty du lịch đó sắp xếp cho nó hết rồi, không sao hết, đi cả một đoàn như vậy qua bên Thái Lan. Nhưng mà từ bên Thái Lan trở về chắc chắn là không được. Nhưng mà mục đích của nó là để đi qua Thái Lan đi về lại Mỹ. Nhưng mà nếu mà công an Việt Nam chặn trước ở bên Thái Lan, thông báo cho bên hải quan Thái Lan có người nào mang
cái hộ chiếu Hoa Kỳ mang tên L Hoàng hoặc là Vi Hùng L Hoàng, quốc tịch Cameroon, thì không cho xuất cảnh. Thì cái đó, cái tội đó lại còn nặng hơn nữa. Đúng như lúc nãy ông John Hồ nói đó, mày đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng một hai quốc tịch, lần thì đi vào quốc tịch Mỹ, lần thì đi vào quốc tịch Cameroon, đó là vi phạm luật của Việt Nam rồi. Chứ nó đi, nó đâu có nhu cầu đi Thái Lan đâu. Nếu nó có dự trù đi Thái Lan, nó đã khoe trước đây rồi. Ví dụ như nó bảo nó mua cái nhà Đà Nẵng đấy, nó đâu đã mua đâu mà nó đã khoe rồi. Cái nhà Eco Park nó chưa mua nó cũng đã khoe rồi, khoe bữa trước rồi, nó bảo cái nhà này lý tưởng mua để ở. Thế tại sao mua nhà để ở mà con vợ tương lai của mày nó không đi ra với mày? Ê, mà tao cấm mày không được gọi mày vợ tôi nhá, hai vợ chồng tôi chưa phải đâu nhá, kể đang Nguyễn Quang Trường cũng chưa được nữa, đừng có nói mày. Mặc dù cái luật common law mày biết rồi, cái thì sống được với nhau 8 năm, sống được với nhau 3 năm là tự động trở thành vợ chồng chính thức, một số tiểu bang ở Hoa Kỳ công nhận như vậy. Còn mày thì chưa đám cưới nữa mà làm sao mày dám xưng mày là vợ mày được? Tại sao mày không mang con Lê Thị Kim Ngân đi ra ăn tân gia cái nhà? Tân gia cái nhà là của chồng công vợ, của vợ công chồng, bởi vì cái nhà đó không phải của mày. Lê Kim Ngân nó biết rằng cái nhà giả, nhà đi mướn, thành ra nó đâu mất công nó đi ra. Thế bây giờ mày chạy vào trong đó mày bảo mày xách đầu con Lê Kim Ngân đi Thái Lan, có hay không? Chắc không? Sau cái video của tao mấy bữa nay, có chắc gì Lê Kim Ngân nó muốn đi Thái Lan với mày không? Bây giờ thì ai cũng lánh xa mày rồi. Thằng Nguyễn Quang Trương nó bỏ mày rồi. Thằng Trần Đạt nó nói là sự thật về ông Ba Hy rồi. Mày khoe Ba Hy của mày đấy. Muốn chứng minh đó là có thật, nhưng xã hội nào cũng có những người bừa, không? Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng, người điên. Đúng rồi, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng cách mạng trắng, đúng không? Thì tao tao hỏi mày, mắc mới gì tới cái vấn đề mà nghị quyết 36 ở đây? Thành ra tao nghĩ là mày nói về nghị quyết 36 đây là sai, là chật lắm. Đây là mày đang nói là có hai cú điện thoại về vấn đề kênh tích cực đến kênh quay xe. Thế rồi thêm cái phần càng tin tưởng vào nghị quyết 36 là để làm gì? Đây là một cái giảng hòa để mày năn nỉ công an Việt Nam, mày năn nỉ nhà nước Việt Nam, thôi tha cho tôi. Nhưng mà mày hãy còn giữ cái sĩ diện là chủ tịch đảng liên minh cách mạng trắng, thành ra mày không dám mở miệng mà mày chỉ khen một cách gọi là giả vờ để cho đỡ bị tội mà thôi. Tao nói mày không ai bắt mày đâu, nếu mày càng câm họng thì càng lợi cho mày, nếu mày càng giống càng sủa thì mày càng chết. Ngày hôm đầu tiên cái video 873 thì mày nói rằng mẹ mày dạy khi con chó nó sủa mình thì mình đừng quỳ gối xuống để mình làm con chó sủa lại với nó. Thế từ hôm đó mày sủa ba cái video này, thì mày là con gì? Mày là con chó nó còn đỡ, chó nó còn biết có nghĩa, còn biết thương chủ, nói nó còn nghe lời. Cái mặt mày không giống con khỉ đột. Có những người vừa là tấn công tôi như thế. Không có ai bựa bằng bố mày hết. Bởi vì trong một cái video trước đây mày đã gọi cái lão đại bẩn bựa. Thì cái lão đại là ai?
Lão đại có phải là bố mày không? Bố mày già thì là lão đại đúng không? Bẩn bựa. Tại sao mày gọi bố mày là lão đại bẩn bựa? Tao biết mày nói tao. Bữa trước mày gọi tao là lão bựa. Mày vẫn gọi tao lão bựa, lão bẩn bựa. Chuyện tao không chấp. Nhưng bây giờ tao chơi chữ, lần này mày lại cho tao lên một cái chiếc lão đại bẩn bựa. Mà khổ nỗi, đại là bố mày, thì lão đại chứ là bố của mày. Bây giờ mày chửi lão đại bẩn bựa chứ đâu phải là lão hùng bẩn bựa đâu. Vâng, đúng rồi, Giang Hồ, rất nhiều tiểu văn. Luật hôn nhân common law không cần làm hôn thú. Sau 3 năm, có nhiều tiểu bang có 1 năm thôi á. Ở bên Nevada đó thì ra được ngay luôn. Cưới và trở thành vợ chồng ngay trong ngày luôn. Thì cái lão bẩn bựa này, tao hỏi mày, có bao giờ mày ngồi mày suy nghĩ? Bây giờ bỏ qua cái tuổi mày năm nay 61 tuổi, ở Việt Nam thì 61 tuổi là hết xài. Hết xài không phải là tại vì người ta không có đủ khả năng. Bây giờ đó là người ta 80 tuổi người ta vẫn còn có minh mẫn gì được. Tao ra 76 tuổi mà tao vẫn còn minh mẫn là nói chuyện mày đấy. Thế nhưng mà ở Việt Nam là cái luật 60 tuổi, đàn ông 60, đàn bà 55. Thì năm 2025 thì tăng lên này. Tăng lên là 62. Thì bây giờ để nói chuyện tương lai, mày thì không có cơ hội. Thì bỏ qua cái tuổi đi. Còn nó bây giờ nói về cái khả năng vứt. Bởi vì mày chuyên môn của mày là luật. Mày khoe với Nguyễn Thanh Sơn được, nhưng như mày khoe với tao hoặc là khoe với dân Việt Nam không được. Bởi vì mày đâu phải luật sư quốc tế. Ông Sơn có thể làm bộ chứ. Đưa mày lên nói rằng mày dùng cái khả năng luật pháp của mày để mày giúp cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. Ông Sơn ông nói câu đó, ông chửi tất cả các luật sư Việt Nam. Là luật sư Việt Nam ngu hết à. Luật sư Việt Nam không biết doanh nghiệp, không biết cách mà viết một cái đơn để xin tổ chức doanh nghiệp ở nước Mỹ. Nếu mà không được, không biết thì tại sao có bao nhiêu doanh nghiệp đang ở Việt Nam đang đầu tư vào nước Mỹ. Đấy. Ông Sơn ông nói một câu rất là ngu. Ông khoe đàng Hoàng Duy Hùng lên mà ông đề cao đàng Hoàng Duy Hùng lên mà ông vô tình ông đã chửi các luật sư Việt Nam. Thì phải mướn một thằng luật sư Hoàng Duy Hùng, mà thằng Hoàng Duy Hùng lại không có bằng luật ở Việt Nam thì làm sao nó làm luật ở Việt Nam được, đại diện nước nào được. Nó mở một cái văn phòng EB3, EB5 cũng còn không được nữa, đừng có nói là cố vấn luật sư cho các doanh nghiệp. Mà ở đây mày lại tự xưng mày là luật sư quốc tế để đưa ra tòa cãi cho là phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia thì mình mới thuyết phục được quốc tế. Chứ đừng có mang cái lời nói của Bác Hồ là cảm tính. Có ai nói mang lời của Bác Hồ ra ngoài tòa án quốc tế không? Mà có tòa án quốc tế hồi nào để giải quyết vấn đề Hoàng Sa Trường Sa không? Tất cả đều là cho cái sự tưởng tượng của mày ra. Ok, cái đó bỏ qua luôn. Đấy. Mày ngu lắm, càng nói mày càng phân tâm, mày không hiểu. Bây giờ tao chỉ hỏi mày một câu. Bỏ qua cái tuổi nha, mày bị giới hạn này hết rồi. Bỏ qua cái khả năng. Okay. Bây giờ có một nước nào, nhất là nhà nước Việt Nam, bằng lòng thu nhận một thằng Việt kiều mà vô đạo đức, vô văn hóa, vô giáo dục như mày không? Mày chưa về Việt Nam mày mang các ông Nghĩa Trung Phạm, Nguyễn Bình Phương mấy ông cựu chiến binh ra mày chửi. Mày đòi lại ông Lê Mã Lương cách đánh giặc. Mày đòi
dạy ông mấy ông quốc hội, đại biểu quốc hội, Lưu Trọng Nghĩa làm quốc hội, mày đòi dạy ông thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cách mà chiều chuộng Trung Quốc để được làm bộ trưởng, mày đòi hỏi Phạm Minh Chính ông từ đâu mà ra vậy. Ông nên nhớ rằng bàn tay không che nổi mặt trời. Mày đòi đưa chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao cái bằng liệt sĩ cho một thằng Nam Tây Đô đi chơi gái bị chết về Thượng Mã Phong, cái bằng liệt sĩ. Mày nói rằng Việt Nam cũng nên giống như là Colombia, họ đã thay đổi cái giới lãnh đạo. Cuộc bầu cử Colombia hình như hồi tháng 4 này, vừa rồi đó, họ đã chọn những người trẻ để ra làm lãnh đạo. Mày ám chỉ Bác Trọng là già nua đúng không, thằng khốn nạn. Tao chỉ nói rằng cái phần thứ ba này, con người đạo đức cá nhân, đạo đức chính trị, đạo đức xã hội mày đều không có, thì có một nước nào muốn mời mày về để giữ một chức vụ gì không? Tao nói thật mày, bây giờ mày vào đánh giày cho Bác Trọng, người ta cũng không cho nữa. Mày đi vào mày lau cái thềm bậc ở trong phủ chủ tịch, người ta cũng không cho nữa. Chứ đừng nói là đi lau hành lang, lau cái bậc thềm đi lên cũng không được nữa. Bởi vì con người mày là mất tất cả uy tín rồi. Mà những người mà vô giáo dục, vô đạo đức như mày đó, càng lau mấy cái thềm đó, mấy cái bậc thềm đó, nó mà biết nói nó cũng phải khóc. Ông ạ, tôi không muốn con người vô giáo dục như ông lau mấy cục gạch ở đây, nó làm dơ bẩn mấy cục gạch của chúng tôi này. Vâng, nên do nó đúng, ở Texas nó chỉ hành nghề về đụng xe, thuế má, dân sự, như là ly dị, như là tranh chấp tài sản. Còn về hình sự, nó chưa làm một cái nào hết. Mà nó ra cú nào nó thua cú đó. Lê Trường Phong, tòa án quốc tế mà có quyền quyết định thì đã không có hải chiến. Chính xác luôn. John Hoàng Duy Hùng chỉ là luật sư state thôi, tức là luật sư ở tiểu bang Texas. Tôi đã nói rồi nhiều lần rồi. Texas bo, hành nghề là Texas thôi, chứ đâu được hành nghề 49 tiểu bang khác. Đừng nói là luật sư quốc tế. Đấy, nó nói là nó luật sư ở Mỹ, tôi đã dạy nó rồi. Tôi không phải là luật sư nhưng mà tôi dạy luật sư. Tôi đã bảo nó rằng muốn làm luật sư đó, ở bên Mỹ chỉ có một luật sư có thể hành nghề được 50 triệu bang. Đó là luật sư về di trú, tức là luật sư immigrant. Luật sư về di trú đó là được quyền hành nghề tất cả 50 triệu bang. Bởi vì 50 triệu bang đều nằm trong nước Mỹ và có luật di trú. Luật di trú là luật của liên bang. Thành ra luật sư di trú là luật sư của nước Mỹ. Còn ngoài ra Hoàng Duy Hùng chỉ có luật của Texas Bo, tức là của tiểu bang Texas mà thôi. Còn khoe mấy ông Nguyễn Thanh Sơn, nó là luật sư là quốc tế nữa, lao lếu. Đúng như vậy, do nó luật sư di trú là luật của liên bang. Tôi không phải luật sư, nhưng mà tôi nhờ tôi lăn lộn trong nghề báo, phải nghe cũng học hỏi được ít nhiều. Lê Trường Phong, SN là sinh nhật à? Sinh nhật nó thì mình bóc mẽ nó rồi. Đấy, còn mấy phút nữa mời các bạn nghe tiếp nó nói cái gì. Còn cái 5 phút nữa, mới giờ sắp sửa tới 12 giờ. Và họ lợi dụng chức vụ cũ của họ để làm việc ngược lại với những gì mà nghị quyết 36 và chỉ thị 45 nêu rất rõ. Báo, tao hỏi mày, có ai dùng lại chức vụ cũ mà ảnh hưởng cho cái luật đang hiện hành không?
Nghị quyết 36 và chỉ thị 45 đang hiện hành và được công nhận bởi luật pháp Việt Nam, được công nhận bởi chính phủ Việt Nam, được lập ra năm 2004, có mục đích để mà hòa hợp dân tộc với lại các Việt kiều khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra không có mục đích gì hết. Mày lợi dụng cái nghị quyết 36 đó. Thế nhưng mà mày hỏi là những người đã lợi dụng chức vụ cũ, chức vụ cũ có thể làm cái gì lung lay được nghị quyết 36 không? Ai? Chức vụ cũ bây giờ chỉ có Nguyễn Thanh Sơn với lại chị Lương Hy thôi. Thì hai tên đó nó đang làm lung lay cái nghị quyết 36 à? Hả? Mình sẵn nói càng ngày càng ngu. Cảm ơn Đỗ Văn Đông. Chứ nào là báo Nhân dân, truyền hình An ninh TV, báo Tiền phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản, báo Đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc, vân vân, rất là nhiều báo chí đã nói rất rõ. Mà những người đó thì theo quan điểm riêng của họ, những báo chí đó nói là không có giá trị. Chỉ có bài báo nào đó của ai đó thì mới có giá trị, thì họ cứ tha hồ. Những cái bài báo mày mới nói xong đều có đăng bài, đều có đăng bài của Nguyễn Tuấn Anh, có hết. Tại sao bây giờ mày vẫn còn lấp liếm? Còn những người có vai vế như là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn. Tại cái lúc mày nói đó, ngày hôm mùng 8 tháng 9 đó, là trước đó thằng Sài Gòn vo ve nó đã nói rằng tất cả các bài đó đã hạ xuống và mày bị thằng Sài Gòn vo ve nó chơi đều, mày không biết. Thành ra bây giờ mày lên đây mày nói chỉ những cái bài báo đăng trên các báo Tiền phong cái đại khái mày mới kể ra một lượt đó thì mới có giá trị. Tức là mày nghĩ rằng thằng Sài Gòn vo ve nó nói đúng, nó nói rằng đã bị gỡ xuống, nhưng mà mày lầm vậy con ơi. Thằng Sài Gòn vo ve tao không hiểu nó có thật sự là nó theo mày hay là nó nửa nạc nửa mỡ. Nó đã hại mày rồi đó. Mày mang những cái tờ báo nó ra làm bằng chứng mới có giá trị. Mà tao chiếu cho mày rồi 28 cái link của 28 cơ quan báo chí, mà hai cơ quan cao nhất đó là Đảng Cộng sản và cái bên Thanh niên Cộng sản Trung ương. Mà hết cãi nha. Thế còn Mặt trận Tổ quốc trong đó thì nhiều lắm, các tỉnh thành. Coi như hầu như lần trước đó, thì bài toán, bài của ông Nguyễn Tuấn Anh á, hồi tháng 5 á, bắt đầu là 28 tháng 5, khoảng chừng 32 bài, bữa nay á, thì 28 bài, tổng cộng là 60 bài đó. 60 bài báo của các tỉnh thành, của các cơ quan này kia. Và kỳ này đấy, cái bài mà đau nhất cho mày là cái bài Nội Chính của Yên Bái, đúng không? Mày đau lắm, thành ra mày chửi ra Nguyễn Quang Trường lừa thầy phản bạn, ăn cháo đã bắt. Chào Trịnh Văn Thất. Lê Trường Phong, báo đó là con của báo Đảng Cộng sản Việt Nam, cho mết. Đúng như vậy. Đoàn Thanh niên Trung ương, à, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương thì thôi xong rồi. Tương lai của đất nước mà. Sang nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, luôn cả những vị như là Trung tướng Công an Trịnh Lương Hy tiếp đón tôi, ủng hộ tôi, mà họ cho rằng đó là những người thoái hóa biến chất thì họ là ai? Đủ hiểu. Cái vấn đề người ta cho coi cái mặt nó kìa. Cái mặt này hình sự dễ sợ luôn. Thì ông Sơn, tao hỏi mày, ông Sơn và Trịnh Lương Hy sau ngày 27 tháng 8 vừa rồi, từ ngày 28 đến nay bao nhiêu ngày rồi? Bữa nay mùng 9,
8, 9, 30, 31, 13 ngày, gần 2 tuần. Mấy ông ấy đi đâu? Sau khi mà cái bài báo của ông Nguyễn Tuấn Anh đăng ngày 2 tháng 9, thì hoàn toàn những người thân của mày coi như là biến mất, kể cả thằng Nguyễn Quang Trường. Gần nhất thì mày đừng có nói mang ai ra nói là những người đó biến ra biến ngoái biến này. Thế tao hỏi rằng tại sao kỳ này mày về mày không đi được gặp anh Châu Phong, tức là nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sáng và nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tại sao lại không ai gặp mày hết? Mày nhớ rằng từ hôm 28 tháng 5 cho tới ngày hôm nay, sau khi ở Trường Sa về, không có một cơ quan, một đoàn thể nào gặp mày hết. Tất cả những cái trò mèo mà mày đóng từ hồi tháng Giêng năm 2022 tới tháng 4, một thằng Hồ Nguyễn Quang Trường nó dẫn mày đi khắp nơi đó, tất cả đều nằm trong cái kế hoạch tinh vi của Đảng Cộng của Công an Việt Nam, tất cả đều nằm trong kế hoạch tinh vi. Người ta đo những câu nói của mày khi mày vào trong phủ chủ mày vào trong phủ chủ tịch, mày đi lén lút cùng với đoàn bóng đá vào trong đó, mà mày lên video mày nói rằng tôi đã được tiếp chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp kiến tôi. Sao mày không nói luôn là lúc đó tôi ông còn trao cho tôi mà cái bằng liệt sĩ đi, vì tôi bắn được máy bay bà già, tại sao không dám nói luôn đi? Có một nick Mỹ Hạnh bảo rằng Nguyễn Thanh Sơn và anh Ba Hy năm nay mừng quốc khánh ở trong buồng vì mày Hoàng Duy Hùng ạ. À, chị Văn Thất chào bạn Xuân Nguyên mình trong đang đông đông. Mày nên nhớ rằng chính cái nguồn tin nói rằng cái bài báo của anh Ba Hy đó, à vậy xin lỗi, bài báo của anh Nguyễn Tuấn Anh đó, đăng ngày mùng 2 tháng 9, nhưng mà ngày trước đó đó tất cả mọi người đều đã biết, tất cả mọi người, mọi người đây không phải là ngoài dân chúng như anh em kia, mà hầu như tất cả nhiều người biết nhưng mà chưa ai dám phổ biến đâu, chứ không phải là tới ngày mùng 2 tháng 9 mọi người mới biết. Chào anh Võ Tấn Đông. Cảm ơn là Mỹ Hạnh. Người bạn đó tiếp lời nói rằng chủ kênh quay xe đó nói tôi trong quá khứ kích động và xúi dục người đó. Quay xe đây là thằng Dương Béo đó. Ngọc Sơn có câu rất hay, câu đó tôi thật khó trả lời. Nhìn cái bộ mặt của thằng hậu môn như này mà nhiều người cuồng nó là sao nhỉ? Tại vì phong bì thôi anh ơi, tại vì phong bì. Thì tôi cũng cười trả lời cho người bạn. Mặt rất là điếm đàng. Nếu nói tôi là con người xúi dục kích động thì phải hỏi các chủ kênh khác, như là Nguyễn Trọng Sửu, như là Thái Quốc Thọ, như là chủ kênh Thánh Giống và nhiều kênh khác. Quý vị thấy không? Tại sao nó đưa những cái kênh nó ra chứng minh rằng nó không phải là người kích động? Mẹ hát thì con khen hay, mèo thì khen mèo dài đuôi. Tưởng mày đưa ra, tại sao mày không đưa tờ báo Nhân Dân ra đi? Mày đưa thằng Nguyễn Trọng Sửu. Ở trong này nó ngoài những người mà quan tâm tới mày thì có ai biết Nguyễn Trọng Sửu là ai không? Trong nước những người không lên mạng xã hội có biết anh Nguyễn Trọng Sửu là ai không? Thái Quốc Thọ là ai không? Thánh Gióng kia. Mày mới thằng Thánh Gióng, hai thằng mất dạy. Mày lên đền Thánh Gióng mày nào, mày nói một câu mày cũng đang đi giống như là Thánh Gióng. Tại mày không ngờ mày được về Việt Nam đúng không? Giống như Thánh Gióng vươn mình lên đánh đuổi quân giặc thì mày cũng vươn mình lên đi vào trong đất nước sau khi đã có một cái bản án 1992.
Xuân Nguyên mấy bữa nay nhìn Hùng Bom như là ngáo hột. Ông sáu ba là quen nước mắm. Tôi ra chợ tôi kiếm nước mắm hiệu số 63 kiếm không ra luôn. Kiếm nước mắm 63 uống ăn chắc ngon lắm. Lê Trường Phong có lý nào Đảng Cộng sản Việt Nam cống hiến hy sinh từ hơn 90 năm nay để có Việt Nam như ngày nay lại để cho các đảng phái khác đòi trung mâm khi không làm gì hết. Mặt lưỡi cày nói rằng Hoàng Duy Hùng giờ nhục nhã. Ngọc Sơn nói vụ này chưa thấy thằng Lâm Chọc tìm anh Sơn để phỏng vấn nhỉ. Nếu làm vụ này thì nhiều view lắm. Đúng. Tôi nghĩ rằng chắc là thằng Vũ Hoàng Lân nó chưa biết ngã ngũ sao rồi, thành ra nó không dám nữa. Có bao giờ nghe ai đó nói rằng tôi xúi giục họ phải nói cái này cái nọ mà có lợi cho tôi hay không? Mày vẫn còn cái tật không bỏ được, cứ đề cao mình lên. Mày làm cái gì mà người ta phải quan tâm là mày là nói lời nói mày cái này cái kia. Mày xúi giục cái này kia, mày xúi giục ai, mày xúi giục được, mày cứ xúi giục là bằng chứng bây giờ này. Cái thằng Chịu Đá này, thằng Tống Thắng, Tống Quốc Thọ này, thằng Quốc Tuấn này, Trần Tuấn này, Hồ Mèo này, đấy. Mày xúi giục tụi nó còn gì nữa. Hồi xưa chưa có mày thì mạng xã hội đâu có chuyện gì đâu. Mà nếu không thì đủ hiểu con người của tôi. Chủ kênh đó đã từng làm nhiều clip nói rằng Mày cứ chơi cái trò ép buộc người ta, nếu không thì phải hiểu con người của tôi. Tại sao lại phải hiểu con người của mày? Nếu mà hiểu con người của mày, tao không làm video mấy ngày hôm nay để phân tích cho mọi người mày nói láo. Mày là một chính là cái thằng mà sự bất tín, vạn bất tín. Mày bảo mày sách mày không có bán ở nhà sách ở bên Mỹ. Ngày hôm sau tao ra tao lấy chụp hình ngay lập tức quay video luôn nữa. Sợ rằng chụp hình mày không tin nữa. Quay video cho mày coi rõ ràng. Rồi lại còn có cái biên biên lai biên nhận là đã mua sách mà bây giờ mày vẫn còn chối lèo lèo, lại còn nói ngược lại nữa. Mày không bán sách, mày cho phát sách, cái câu đó mới còn ngu nữa. Còn ông là lão đại bẩn bựa, ngu ơi là ngu. Khi tôi về Việt Nam sẽ thuê cả một vận động trường để tôi nói chuyện, và tôi cũng đã từng lên clip nói rằng tôi không bao giờ chủ trương điều đó và cũng không muốn điều đó. Thì nếu Tao chưa bao giờ nghe có một chủ kênh nào mà đứng ra thuê cả một cái vận động trường cho ở Mỹ Đình cho mày nói chuyện. Mà nếu có đó thì có lẽ là mày bịa ra, hoặc mà mày giữa mày với cái thằng chủ kênh quay đầu đó, đó tức là Dương Béo biết với nhau thôi, đâu ai biết đâu. Mà mày bắt mọi người phải nghe, phải là phải. Nếu mà như vậy thì là quý vị biết tôi là ai. Đúng như vậy, Lê Trường Phong, truyền thông hải ngoại ở Buôn Sa chính là các tổ chức làm màu cho thằng Hồng Bom để nó có bộ mặt mới lừa đảo dân Việt Nam trong nước, trừ KBCHN nha Lê Trường Phong. Tôi là con người kích động thì tôi phải kích động ngay từ phút đó chứ. Và bằng chứng nữa, đó là Mày đó, tao nói thật, nếu mày là con người kích động thì mày phải làm ngay từ lúc đó. Mày ngu sao mày làm? Mày về để tổ chức một buổi nói chuyện ở trên vận động Mỹ Đình. Mày nói giống như là nhà ở bên Việt Nam ấy, vô chủ, ai muốn làm gì làm. Mày thấy bà Nguyễn Phương Hằng ra ngoài Hà Nội không? Bà muốn tập họp những fan của bà ấy, mà không được. Tại vì bà đâu có giấy phép đâu mà bà dám công khai bà lên mà thông báo cho mọi người sẽ hẹn gặp đâu ở đâu đâu đó. Mà đâu có được gặp không? Đâu có phải là cái đất nước Việt Nam là vô chủ mà tự nhiên mày vào trong này. Mày muốn chửi ai mày chửi, mày muốn tổ chức gì mày tổ chức. Mày nói như vậy người ta tin được à?
Tao tao chưa bao giờ nghe nói là ai tổ chức cho mày nói chuyện ở Mỹ Đình. Tụi mày là tổng thống này. Đấy. Mày là tổng thống của Liên minh Cách mạng Trắng này. Về nói chuyện ở Mỹ Đình. Vài chục ngàn người. Mày đề cao mày quá đấy. Giờ mày tổ chức ngay trong một cái nhà hàng thôi. Ông Hoàng Duy Hùng sẽ nói chuyện với các bạn. Thử coi coi. Công an phường nó không nói là công an nữa. Cho mày giấy phép không? Tao bảo đảm là không, 100% là không. Đừng có nói là muốn làm cái gì làm. Thì mấy cái Lê Trường Phong, những cái kênh đó, đó là những kênh được gọi là câu view, họ dùng Hoàng Duy Hùng câu view. Còn vấn đề mà ở bên Việt Nam bị thiệt thiệt hại thì càng tốt. Đấy, tại vì họ đánh một mũi tên bắn hai con chim, vừa được tiền mà lại vừa chống được cộng sản. Đấy, Xuân Nguyên thằng này vơ đũa cả cả nắm, chỉ nói Ba Hy thôi, sao không vơ nguyên chủ tịch Nguyễn Minh Chiết, là có ý đồ xuyên tạc nhục lắm, hùng bò. Vâng, cảm ơn này Xuân Nguyên. À, khi tôi về Việt Nam, chủ kênh đó yêu cầu gặp tôi, gặp riêng tôi, thì tôi đã nói là phải gặp chung trước đã, ít nhất là cũng 5-10 phút chung, sau đó mới nói chuyện gì thì nói. Thế tao hỏi mày về Việt Nam, mày về mày chơi, mày thăm quê hương, tại sao lại phải có vụ họp chung, tại sao có vụ họp riêng, và họp để làm gì? Thì đó là cái câu tố cáo với công an rằng mày đã tính về Việt Nam từ họp chung tới họp riêng. Bằng chứng là đã có những cái video mày họp chung rồi, mày sỉ nhục thằng Việt đó, làm YouTube đó. Đấy, mày chửi nó như vậy. Mày là lãnh tụ đúng không? Mày thủ lãnh mày chửi đó. Lãnh tụ đảng ăn cướp. Đấy. Rồi mày có những cái video đó, Ba Hy tới ăn nhậu với nhau. Đấy, những cái đó là tố cáo mày rồi. Những cái đó sẽ giết Ba Hy. Nguyễn Thanh Sơn cũng khôn lắm. Nhưng mà lại giờ phút cuối cùng Nguyễn Thanh Sơn lại ngu. Là ngày 27 tháng 8 lại đi tới ăn Tân Gia. Mà biết rằng cái nhà đó không phải nhà của mày mà tới Tân Gia làm cái gì. Đâu bắt buộc phải tới. Mà nó buồn cười nhất. Ở trong cái video đó chiếu, tao cười lắm. Mày cầm cái hộp giấy, hộp không, có cái vỏ thôi. Thành ra nó nhẹ lắm. Mày cầm mày đi cái thì nó cứ lúc la lúc lắc. Mà mày nhất định mày không đưa cho ai. Cái mình là thủ lãnh nhé, thì mày nhé, mày đưa cho thằng Xỉu Đá và em cất cái này lên cho anh. Mày sợ là tại vì người ta cầm lên người ta biết nó nhẹ, mà nó nhẹ là tức là trong đó không có gì hết. Có cái hộp không thì xách lên ai cũng biết hết. Thành ra mày cứ cầm khư khư trong tay ấy, trông giống như thằng nhà quê, giống con nít được mới cho kẹo cái là cầm khư khư trong tay, không chịu nhả ra. Hoàng Duy Hùng đúng không? Mày cầm cái hộp không? Ông Nguyễn Thanh Sơn cái hộp đỏ đỏ không, không ở nhà thiếu gì. Đấy. Mày muốn coi tao cho mày coi luôn, bà con coi đấy này, đấy, đấy cái hộp không đó. À, xin lỗi. Đấy, hộp không đấy, Quốc hội Việt Nam ấy. Nhưng chủ kênh đó nhất định gặp riêng thì tôi không gặp riêng. Rồi, thằng Bởi Dương thế Béo. đấy thôi. Dương Béo là có đề tài để nói rồi. Thì thế nào gọi là tôi chủ trương kích Nó đang nói là Trần Đạt à? động. Nếu tôi chủ trương kích động thì tôi phải gặp riêng người đó để kích động chứ. Ồ, Trần Đạt à. Vậy thì rõ ràng Cảm ai ơn Lê sẽ Văn là Tư, người cảm ơn Ba chịu Đỗ Hà. chịu sau khi mà tôi không gặp mặt để kéo bè kéo phái. Địa chuyện xong rồi thì quay xe cán bằng kiểu này thì như người bạn đó đã nói trước đây, chính kẻ quay xe cắn tôi kiểu như thế là tự bả vào mồm của người đó. Tôi không thèm quan tâm và cũng không trả lời. Mày mới trả lời xong mà bảo mày không quan tâm. Như
Nhưng như tôi đã nói với người bạn rất rõ ràng, tôi trả lời các bạn là vì các bạn là những người bạn thắc mắc và quan tâm và lo sợ, nhất là những người ở Hàn. Lịch sự nhé. Mày đang nói mà mày mày lấy tay mày mày cậy mũi cậy dưới cậy trông ghê quá. Thôi không đang nói nữa. Cái sau thì nó ra không có gì hết các bạn. Và chúng tôi xin phép tạm ngưng ở đây. Hẹn các bạn trong cái chương trình kế tiếp ngày mai.